khủng khiếp luôn mẹ. Liên tục trong một tháng trời. Đây, nguyên đây là cái bao này về đúng 7 giờ hay 8 giờ? 7 rưỡi đúng không? Sao mà nó lại kinh khủng. Kinh khủng thế này không biết nữa. Chưa một cái đợt nào mà đen như cái tháng này vậy không biết nữa. Cái tháng này là cái tháng gì không biết chứ này. Cứ liên tục cục to, nó gọi là về nó bom tấn bom tạ cho mình như thế này nữa. Còn chết không chứ. Năn nỉ nài lỉ lấy xong rồi bom tấn bom tạ về như thế này. Còn bán được cái gì nữa không? Ê thì chớ không bán được đẩy hàng nữa thì nó còn là như thế này. Đây. Cả bom tấn bom tạ cá vali này không. Ngọc ơi Ngọc, tao không muốn nài stream một tí nào luôn ý. Không muốn lên live một tí nào, không có động lực để live stream luôn ý. Tao chả hiểu cái kiểu gì, con người mua hàng cái kiểu gì đây. Đây, cả một đống chăn nữa chứ này. Chăn này nữa này. Bom này. Bom xong rồi này còn tồn nữa này. Một đống chăn này. Chăn này chiếu này. Tất cả luôn 10.000 đồng hết cho tao. Tất cả 10k nhá. Cả nhà mày ơi 10.000 đồng, rút ra, rút ra. Đổ hết ra đi, 10.000 đồng hết. Kể cả chăn này 10.000 đồng. Thạnh rút đầu ra, cứ đổ ra. Dốc lên. Thẳng cẳng ra là ra ngay. Mày đã bảo rồi. Đấy. Rồi, mở chăn ra đi. Mở chăn ra cho cô. 10.000 đồng tất cả luôn. Thế bị đầu. Đây, bỏ tất cả các màu cho. 10.000 đồng tất cả luôn ạ. Vali yên tâm. Các chị nhá, vali yên tâm là đây. Riêng chăn, các chị biết chăn lụa Thái này. Em không hiểu là tại sao mà đấy. Đặt cái kiểu gì đây ạ. Chăn lụa Thái hàng nhập luôn này, xịn chưa. 10.000 đồng một cái luôn, được chưa? 10.000 đồng một cái luôn. Tất cả các chị vào luôn, hộ em với, ủng hộ em ạ, ủng hộ em ạ. Tao không, Ngọc ơi có mấy 6-7 cái chăn Thái với lại chục cái chăn chiếu đúng không? Với cái đống vali này đúng không? Vali tặng luôn, được chưa? Tặng luôn rẻ cho mọi người không đồng cũng được. Được chưa? Cái bao này là bao bà nào đây? Tặng luôn nhá. Mỗi chị vào đây cho em xin ạ. Thật sự đã là khó khăn thì chớ, năm nay đã khó khăn thì chớ. Nó lại cứ bị những cái mà gọi là đã người ta bảo là đã đỏ thì nằm chơi cũng có tiền. Bây giờ đã đen thì kiểu gì cũng dậy chết luôn. Không dậy chết được. Kiểu gì cũng chết luôn. Thế mới sợ chứ này. Eo ơi, không có một cái tâm trạng nào bởi là đã live stream đâu. Mày bỏ cả túi đây cho cô hết cho nha. Vali đây cả nhà mình ơi. Xả lỗ vali luôn mọi người nhá. Mỗi chị một cái vali. Mỗi chị một cái vali rẻ chưa bao giờ. Em thật sự luôn cả nhà mình ơi. Xả lỗ vali luôn cả nhà mình ơi. Miễn phí ship luôn. Cả nhà mình ơi, đây lại còn cả đống hàng bom nữa. Điền thế chứ này. Mấy trăm đơn bom? 300 đơn bom cô ạ. Ngại 300 đơn bom về. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi cả nhà mình ơi. Các bác mình ơi, cho em xin 1 tỷ nút thả tim cả em nè. Em có động lực để bắt đầu em lên làm vào chương trình cho mọi người luôn nha. Mọi người ơi vào ủng hộ em 1, 2, 3 lần chia sẻ được không mọi người. Đây. Con mở ra xem nào. Những cái đọc rạch ra cho cô xem nào. Những người nào bom rạch ra rạch hết ra đây. Hết luôn nha. Hết luôn. Mỗi bác cho em xin 1 lần chia sẻ like. Tặng em 2-3 nút chia sẻ live stream ạ. Cả nhà mình ơi, tặng em 2-3 lần chia sẻ live stream đau khổ ghê cơ này. Quá xa chán luôn ý mọi người ạ. Bếp ga bê cả bếp ga cho. Bê hết vào đây, đấy cái bếp ga thùng thùng đấy, cái đấy làm sao đây. Vỡ rồi à, đưa đây đưa, đưa Hà Nội mày cầm cái tên. Rồi, cả nhà mình ơi, chúng ta xả hết nhá. Lên đơn cho bà chị nhận được chiếu điều hòa rồi, đẹp lắm chị Nhung đây, em chết mất thôi chị ơi. Em chết mất luôn này. Đây cả nhà mình chiếu điều hòa bom về cả chục cái, vài chục cái đây. Em cho mọi người đây bếp ga tạch tạch ra vạch bếp ga xem bị vỡ. Bếp ga có bị vỡ không? Nếu không vỡ thì bán tặng luôn 50.000 đồng cái. Đây, bếp ga đôi 50.000 đồng. Các bác mình ơi, thả tim cho em với ạ. Thả like em đi, chết đây mọi người ơi. Không thể tưởng tượng được. Ui giời ơi, có vỡ không? Ôi giời ơi, nàng nước ơi này. Bếp ga của tôi nó là như thế này là gì như nào vậy? Đây mọi người nhá, 50.000 đồng. Mỗi bác cho em xin ạ. Lần hai đi không? Mỗi bác cho em xin 1, 2 mà lần hai gửi đi nhỉ. Mỗi chị yêu cho em xin 3 lần chia sẻ live stream. Đó, buồn lắm mọi người ơi. Buổi sáng ra dậy mà đã như thế này rồi, em mệt mỏi lắm vậy thôi mọi người ạ. Mệt mỏi kinh khủng và xả vali đi Diệp ơi ạ. À, các chị ơi, vali này sẽ xả toàn bộ nhá mọi người ơi. Ai chưa có vali ngày hôm nay, cái no vali còn sót lại là như này, em cho hết luôn mọi người nhá. Cho hết rẻ cực kỳ cho mọi người. Lần 1. Có 10 con đen lần 1 đấy. Nhá mọi người nhá, lên vali trước này. Ai giải cứu vali sẽ là cho hết tất cả bằng này có cái vali luôn. Mọi người nhá.
Em xin mỗi chị yêu ạ, em bực lắm rồi mọi người ơi. Năm nay thì nói thật sự là chưa cái tháng nào mà cái tháng gọi là nó như cái tháng này. Đây các chị này, bếp ga này, nồi niêu này, xong rồi có ít cái chăn lụa này cũng bom về. Mày bỏ tất cả cái chăn lụa đây, tao bán 20.000 đồng đi. Chăn lụa 20.000 đồng. 20.000 đồng một cái chăn mà nhận hàng không đẹp em bao cho trả lại luôn. 20.000 một cái chăn luôn. Nhớ mọi người nhá, bắt buộc là ngày hôm nay chúng ta chia sẻ mạnh tay lên cho em Diệp với mọi người ơi. Chia sẻ mạnh tay lên cho em Diệp ạ. Đúng rồi, em chỉ cần xin các chị 3-4 lần chia sẻ thôi. Chiếu này, em không nghĩ là chiếu nó đẹp như thế này sao các chị lại bom về. Sao các chị lại bom về? Đây mọi người, chiếu khăn này, bom này. Đây trong túi này nữa này chị này. Đấy một tải đây. Chiếu đẹp như thế này sao các chị lại bom về như thế nào? Em nói thật là cực kỳ đẹp luôn ý ạ. Ôi trời ơi, đẹp lã man luôn mọi người ơi. Xin mỗi chị yêu cho em xin tặng em 3 lần chia sẻ livestream để em vào chương trình. Những cái thứ lẻ tẻ đây vỡ này. Thế là các chị comment cho em mã gì ạ? Mã này cho em là mã gì ạ? Lên đơn cho em mã này gì ạ? Xưởng hấp kỷ niệm cả nhà mình 30.000 đồng bom, được chưa? Hôm nay cứ bán 30k đi. Lên đơn xưởng hấp 30.000 đồng. 30.000 đồng. Rồi ơi, vỡ hết cả tay của tao đâu rồi. 30.000 đồng cái nồi này. Comment là xưởng hấp 30.000 đồng đi vào cho cô. 30.000 đồng cho em. Gọi là giải vía trước anh nhá. Xưởng hấp 30.000 đồng cả nhà mình ạ. Các chị ơi, bấm chia sẻ đi để chúng ta không bị ẩn comment. Rồi, các chị comment là gì ạ? Màu tím này ạ, vỡ rồi ạ. Các chị comment là gì ạ? Vỡ. Đây có bị vỡ không? Vỡ ạ. Tặng luôn 10.000 đồng cho em. Vỡ 10.000 đồng. Thôi vỡ không đồng đi. Vỡ không đồng cho em với ạ. Không còn cảm xúc để livestream. Em ơi, bếp ga này 50.000 đồng. Comment bếp ga 50.000 đồng. Ôi trời ơi, nàng nước ơi. Này, bếp ga 50.000 đồng. 50.000 đồng cái bếp ga của sân hao. Rồi tiếp từ từ này, từ từ. Ấm này sao đây? Cho luôn cái ấm này 10.000 đồng đi. Cái này bị sứt một tí này. Comment là gì ạ? Nối nhẹ 10k. 10.000 đồng chốt hết cho các chị. Đúng rồi. Comment có báo lần này là. Thân lên lần này. Các chị comment nối nhẹ 10.000 đồng hộ em. 10.000 đồng. Được chưa? Nối nhẹ một tí chỗ đây này. 10.000 đồng một cái luôn ạ. Tiếp tục em cho các chị cái mã này. Ôi này Ngọc ơi Ngọc. Ôi giời ơi, là rồi. Này bếp ga nồi đất này đây. Rồi các bác lên đơn cho em luôn nhá. Tất tần tật ngày hôm nay 10-20k cho em. Cái chảo này á. Comment cho em mã này gì ạ? Bom. Chảo bom. Chảo bom ạ. 25.000 đồng hộ em. 25.000 đồng luôn. Các chị gái nhà 25.000 đồng. Xịn xò kinh khủng luôn ạ. Nhận hàng bao kiểm tra hàng cho em. Máy ép cái cân ra cho. Đưa đây còn mấy cái máy ép đây. Đưa máy ép ra đây nhanh. Tất cả các chị ơi đều được chốt đơn. Các chị ơi làm sao ạ? Mọi người ơi, em thề luôn cả nhà mình, ôi em buồn lắm về tôi. Ngày hôm kia cũng đã bị một xe rồi, hôm nay lại bị một xe 200. À xe này ít hơn, xem qua là 600. Xe này có 300 thôi. Ôi giời này, máy ép này chị ơi. Máy ép này em tặng luôn chị nào bán 3 triệu quyền nhầm. Cái máy ép này em bán bao nhiêu nhỉ? 750. Máy ép 750, hôm nay em cho luôn cả nhà mình 60.000 đồng đi. 50.000 đồng cho em. Máy ép 50.000 đồng đều rẻ vài chục nghìn đồng thôi mọi người ơi. Máy ép ạ, bật máy cho các bạn. Máy ép cho em nhá mọi người ơi. À, bây giờ em xả cho mỗi chị một cái vali. Em cho mỗi chị này cho em 2, 4, 6, 8 cái vali. 8, 9, 11 cái. Em có 11 cái vali. Tồn kho cho hết nhá. 11 cái vali này em sẽ cho hết toàn bộ chảo này. Các chị ơi, bộ nồi đức này còn mấy cái? Bộ nồi đức này bị bom về đúng không Ngọc? Ngọc, mấy cô, mấy bộ? Bộ nồi đức, con kéo xếp vào đây. Ok, bây giờ như này. Ủa dồi, cái đống đồng nát này chị ơi. Hôm nay sẽ là giải thể hết toàn bộ ngày hôm nay. Em cho các chị một buổi cuối ạ. Bếp ga đây chị ơi. Bếp ga đây chị ơi. Em cho các chị một buổi cuối nhá, để chúng ta dọn sạch kho luôn ạ. Xin mỗi chị yêu tặng em một nút chia sẻ like. Đây, cần bấm vào chung của con lời. Xin mỗi chị yêu tặng em một nút chia sẻ live stream. Một nút chia sẻ live stream ạ, giúp em với mọi người ạ. Giúp em, cô này là em chán quá rồi các chị ơi. Mỗi chị yêu tặng em một nút chia sẻ, được chưa ạ? Cả nhà mình ơi, để em vào việc luôn cho mọi người. Bình này là bình rạng đông cho cả nhà mình đây, 5.000 đồng. Bình rạng đông 5.000 đồng, bom về đúng không? Cái bình rạng đông này 5.000 đồng. Dã man phích rạng đông. Comment là phích rạng đông 5.000 đồng. Không xịn không lấy tiền luôn ạ. Phích rạng đông là nó là cái phích cái chị. Phích rạng đông 5.000 đồng cho em này. Tiếp này, ok này. Rồi các chị comment cho em này. Từ từ bình tĩnh này, bình tĩnh này, bình tĩnh cho em này. Thả tim đi mọi người ơi. Tất cả các chị thả tim nồi cơm. Tất cả ngày hôm nay nồi cơm ạ. Cho các chị luôn ạ. Mấy chục cái nồi cơm. Mấy chục cái nồi cơm mà nó bị nỗi nhẹ một tí. Comment nỗi nhẹ nhá. Mấy chục cái đúng không? Nỗi nhẹ 30.000 đồng. Nối nhẹ là 30.000 đồng, được chưa? Cả nhà mình ơi thả tim đi. Ôi trời ơi, không nhìn thấy thả tim các chị ạ. Mọi người có biết là bây giờ Facebook nó đang bị như thế này, em không nhìn được comment của mọi người không? Thì mọi người thả tim và cho em xin 4 lần chia sẻ nhá. Nhớ để chế độ công khai. Ngày hôm nay ai chia sẻ miễn ship cơ. Được chưa? Đưa cho con mic con ơi. Ai chia sẻ miễn cước cho mọi người. Đúng rồi, mọi người ơi,
Em xin cả nhà mình vì nó đang bị ẩn comment của mọi người. Nỗi nhẹ này có nhiều màu này, bom về này chị này. Đấy, được chưa? 30.000 đồng mà không làm gì được nữa đâu. Được chưa? Các chị ơi làm ơn thả tim nhiều vào và chia sẻ 3 lần cho em. Thích lặng đông là 5.000 một cái. Nỗi nhẹ cái này là bị bom về. 30.000 đồng một cái nhá. 30.000 đồng một cái. Được chưa? Có tầm khoảng 18 cái ạ. Em có 18 cái nỗi nhẹ này. Nó chỉ nỗi nhẹ có một tí thôi nhá. Chú ý này, có 18 chị được thôi. Mà em đang like các chị ơi nhớ nhá, thả tim ạ. Nỗi nhẹ 18.000 đồng điền lắm rồi đấy. Bực mình không thể tả nổi ạ. Nỗi nhẹ là 18.000 đồng cho em này, bếp ga đây. Đứa bếp ga đây. Bếp ga đôi 50.000 đồng, 40.000 đồng cho em. Bếp ga đôi 50k đi. 50k muốn được cái đôi này quá. Có bao giờ bếp ga đôi ạ? Em tặng mọi người 50.000 đồng nhanh tay hộ em có hai cái. Nhanh lên mọi người ơi. Chưa một cái tháng nào mà nó bị như cái tháng này. Chưa bao giờ một cái năm nào và cái tháng nào em đến nỗi mà da gà em nó nổi hết lên các chị ạ. Em tâm sự với chị thật sự là em không có cảm xúc mà em buồn, em không muốn live stream luôn. Có nghĩa là da gà mỗi một lần em lên là em cứ nổi hết cả lên. Vì cứ nhìn thấy cái này là nổi cả da gà lên. Buôn thì chẳng buôn, tức là em buôn số lượng, lãi suất không được đáng bao nhiêu. Mà nhiều khi khách hàng mà không có ý thức ý, là em chết luôn. Đó, thật sự đấy là tâm sự thật với cả nhà mình. Cho nên mọi người lưu ý khi mà chúng ta đã đặt hàng ý, thì mình suy nghĩ kỹ cho em rồi chúng ta đặt hàng. Rất là khổ cho những người người ta bán hàng. Em đóng hàng cẩn thận đấy các chị nhỉ. Ví dụ như một cái nồi này, các chị biết em đóng như thế nào không? Em đóng như này. Em đóng chung quanh giấy, chung quanh giấy để nó không bị vỡ. Thế nhưng mà nó vẫn bị vỡ. Đây mọi người ạ. Đây mọi người này. Em đóng chung quanh như này, nó rất là vất vả. Thì em xin mọi người ở đây là mình giúp em, giúp em nhá. Đây là em xin mọi người giúp em. Xác định mình lấy thì mình đặt hàng cho em. Kỹ, nghĩ kỹ đi. Ok chưa? Đến khi em chốt rồi, đến nơi lại bom của em về thì có tội em không? Đó, nhá, thế nên là mọi người giúp em một tí ạ. Em đã buồn, năm nay nó không được như mọi năm đâu mọi người. Năm nay nó kiểu gì ý mọi người ạ. Hàng thì còn ế đầy luôn ý mọi người ạ. Còn ế kinh khủng luôn, em nhập về cả chục tỷ tiền hàng không bán đi được. Nó còn nhiều lắm luôn, nói mà phát khóc luôn ý mọi người ạ. Thật sự luôn, nói mà thật sự là, nói là chẳng hạn em khóc trên live. Nói mà phát khóc luôn ý, không làm gì được luôn ý mọi người ạ. Thật sự luôn, nói bây giờ da gà nó cứ nổi lên xong cả vẫn cả nước mắt ra mà khóc luôn ý. Khóc vì cái tội hàng bom này. Ai này nó chiếu điều hòa đẹp như chăn đây được không? Vào chạy ra lấy chăn đi. Đẹp kinh khủng, đưa chăn đi được không? Đưa chăn nội hết được không? Ai lại đẹp như thế này mà lại bom hàng của em không? Nói nó thật sự luôn là chảy hết cả nước mắt rồi. Rồi các chị các em nối nhẹ 3.000 đồng. Nối nhẹ này có 18 cái nha. 18 cái bom về. Bếp ga có 2 cái. Tặng nốt 50.000 đồng chia sẻ mạnh tay lên cho em. Được chưa? Nào đây chăn đây. Đời thủ nào không ạ? Em thấy thật con người không thể có một cái này của em hàng cực kỳ đẹp luôn ạ. 700.000 một cái. Em tặng nốt cho mọi người 20.000 đồng. Các chị con em cả 20k và lên số đoạn. Em ơi thật sự luôn, cả nhà mình ơi em khóc luôn ý. Nên đơn cho em mã này mã gì ạ? Đẹp kinh khủng luôn. Mà sao các chị lại bom về của em 5 cái như thế này? 20.000 đồng. Nên đơn cho em mã chăn 20.000 đồng của em. Đây mọi người ơi, nó là hàng nhập nguyên chiếc luôn chứ không phải hàng Việt Nam mình đâu nhá. Có mọi người 700.000 một cái chăn, em bán 20.000 đồng luôn. Con đây là chăn 20.000 đồng. Nhá mọi người ơi, đây có mấy cái như màu không chọn nhá. Chăn 20.000 đồng. Em xin các chị gái hôm nay cho em giúp em 3 lần chia sẻ. 3 lần chia sẻ của các chị mà em bán xả hết cái đống này. Chăn này có 5 cái nhá. 5 cái đây các chị nhìn chăn nhập của em này. Chăn nhập đang mắc của nó đầy đủ. Ok, chào em Huệ. Em Huệ ơi lên đi. Các bác lên đơn cho em là chăn 20.000 đồng. Đẹp lắm đó, trời ơi chăn lụa mà. Ủa mẹ ơi. Mẹ ơi sống làm kiểu gì đây? Sống kiểu gì đây, đứa nào chưa đây? Nên đơn rồi, tiếp tục ạ. À. Đây, cho mốc bếp ga hai cái này, bếp ga đôi hai cái 50.000. Bếp ga đôi hai cái 50.000 đồng. Comment cho bếp ga đôi. Rồi ạ, à, lên đơn cho em mã này mã nồi hầm. Comment cho em là gì ạ? À? Nồi ế 10.000 đồng. Nồi ế 10.000 đồng, đây hai điều được không? Nồi ế 10.000 đồng cho em. Rồi ạ. À, rồi ạ. À, rồi ok, bom ạ, à, bom 30.000 đồng. Bom 30k comment nhanh ạ. À. Một cái bom 30.000 đồng cho em với mọi người ơi. Mọi người ơi, hôm nay ai chia sẻ miễn ship nhá. Hôm nay ai chia sẻ miễn ship nhá. Rồi ok chị. À, những cái hàng bom này miễn ship ạ. À. Lên đơn ạ, à, nồi ế 30.000 đồng. Nồi này các chị comment cho em mã gì ạ? À? Mấy vậy? Chân 20.000 đồng, chân có 5 cái thôi nhá. Chân có 5 cái thôi. Rồi tiếp tục anh cho các chị nào đưa được không? Đây, hai nồi bán tặng 50.000 đồng luôn. Hai cái nồi 50.000 đồng bị vỡ mất cái. Nó có 5 cái cơ nhưng mà ba cái kia vỡ vung rồi chị ạ. À. Cái nồi này nó có 5 cái nhưng mà ba cái nó bị vỡ vung rồi. Thì em lấy em cho các chị cọc tạm vung như này. 50.000 hai cái. Hai nồi 50k. Thả tim cho em với mọi người ơi. Tất cả các chị thả tim hộ em tí ạ. À. Thả tim thả la hộ em nhá. Mọi người comment là hai nồi 50.000 đồng. Hai nồi 5. Cái phích dạng đông này em chỉ có hai cái thôi. Em tặng các chị 5.000 đồng. Phích này của em là phích dạng đông 5.000 đồng. 5.000 đồng. Rồi hai nồi cả nhà mình ơi, nhanh nhanh Ngọc ơi.
nhanh nhanh rồi đưa cái nộp cho con mấy lần mà ép đây, máy ép 50k đi, giờ mà ép cho máy ép thuộc 40.000 đồng đi, 40k còn mấy cái nữa, máy ép dưới chân con, dưới chân con, dưới chân con, máy ép có 4 cái rồi, 50.000 đồng, 40.000 đồng đi, 40.000 đồng các bác ơi, máy ép 40k có 2 cái đây, chơi 2 cái cho chị nhá, mọi người ơi em đệ, em ơi, ơi ngày hôm kia thì 600 đơn bom, ngày hôm nay nó về 7 giờ 30 phút, nó về trên 300 đơn bom. Tao chắc tao tắt thở luôn Ngọc ạ. Tao đứt hộp đứt ruột rồi bà. Da gà nó cứ nổi hết cả nền, cứ nghĩ đi cái đống hàng bom này nổi hết cả nền luôn ạ. Máy ép này 40.000 đồng 2 cái cho nha, cho chị nào nhanh tay. Rồi ok tiếp tục này. Lên đơn cho em ạ, tiếp theo này. Cái này là 2 cái nồi này nó sao đây. Ôi còn 2 cái nồi này nữa. Nồi inox ạ, 30.000 đồng 2 cái. Nồi inox này, này này này, 30.000. À, vậy thôi 10.000 một cái đi. 10.000 một cái, 2 cái 2.000 có 2 cái này. Các bạn nồi inox ạ, 10k nha, 10k, 10k một cái. 10k một cái, 2 cái 20.000 đồng. Comment nồi inox chia sẻ mạnh tay lên cho em. Chia sẻ mạnh tay lên cho em. Tiếp tục này các chị ơi. Mày bê ra đây, đây nồi nướng nha. Bếp nướng nhanh nhanh nhanh. Lên đơn cho em là chân 20.000 đồng chơi. Chân 20.000 đồng có 5 cái thôi nha. Chỉ có 5 cái chân như này 20.000 đồng. Rồi, lên đơn cho em ăn nồi nướng. Nồi nướng ạ, 80k. Nồi nướng đưa áo cho không. Nồi nướng ạ, 70.000 đồng cho em. Nồi nướng là 70.000 đồng. Áo này hết mùa rồi nha, về cất đi 20.000 đồng. Comment áo bắc ca 20.000 đồng đây, có 2 cái à, có 3, có 4 cái kìa, có 4 cái bom về 20.000 cái áo đây, đưa 4 cái cho cô, đưa đủ 4 cái đây, được chưa, đây có 4 cái áo này, áo bắc ca 20.000 đồng cái đây, có 4 cái đấy nhá, có 4 cái các bạn nhá, áo bắc ca đây có 4 cái cho 4 chị từ 40 đến 65 cân, từ 40 em đi nào, em xin mọi người ơi, mọi người đừng dụ, mọi người phải giúp em, bây giờ như thế này. Em nói thật, nóng cả nhà mình, hàng các chị được kiểm tra, áo bắc ca này về cất đi, bây giờ nóng rồi không mặc được thì các chị cất đi ạ. Áo này của em 600.000 một cái cơ, em cho các chị 20.000 có 4 cái nhá, 4 cái 4 màu. Chị nào mà từ 40 đến 65 cân là mặc vừa, 40 đến 65 cân mặc vừa, áo có 4 cái như thế này. Lên đơn cho mà áo 20.000 đồng. Nò nướng ạ, à, nò nướng ta vừa bảo bao nhiêu đây này, 70k. Nò nướng 70.000 đồng. Áo nhanh tay của em rồi, mọi người cứu em ơi. Cứu em rồi, cơm tách đường rồi, nhanh nhanh nhanh. Nồi cơm bộ này chị ơi, bộ này 10.000 đồng. 10.000 đồng một bộ, nhanh tay có một bộ thôi nhá. Bộ này phải 50 cân mới mặc vừa. Bộ này 50 đến 55 cân, được chưa, 50 đến 57 cân mặc vừa, bộ 10.000 đồng. Bộ nỉ 10.000 đồng. Bộ nỉ 10k cho em với áo 20.000 đồng có 4 cái nhá. Bộ nỉ từ bao nhiêu cân nhỉ? Từ 40 đến 55 cân. 40 đến 55 cân, em là 55 cân, em 54 cân. Rồi ok chưa? 40 đến 55 cân mặc vừa, bộ nỉ 10.000 đồng thôi. Bộ nỉ 10k mặc rất là đẹp và nên giá. Được chưa? Bộ nỉ 10.000 đồng. Đẹp lắm mọi người ơi. Bộ nỉ 10k. Ôi trời. Ôi Ngọc ơi. Ngọc ơi, ta đi chết luôn này. Ngọc. Rồi giấy vệ sinh 5.000 đồng. Giấy vệ sinh 5k bán nốt, được chưa? Nốt. Nối nhẹ nồi cơm này. Nối nhẹ có mười mấy cái, 18 cái. 18 này. À có 12 cái nhá. Chuối này nối nhẹ. Nối nhẹ 30.000 đồng. Bom về chưa? Nối nhẹ 30k của em. Nò nướng 70k có một cái thôi nhá. Rồi lưu ý này, tất cả mấy ai chia sẻ, ai chia sẻ được mua hàng bom này em miễn ship nhá. Lên đơn cho em ăn lò nướng. À bây giờ nhá. Cái gì đây? Nối nhẹ kèm theo số này. Nối nhẹ này thì thôi lấy 30k đi. 30.000 đồng đây. Ôi giời ơi. 30.000 đồng ta chết rồi. Ta chết đây các chị ơi đây. Tao đi chết luôn đây. Các bạn lên đơn cho em mã này là mã gì đây? Ôi giời ơi này các chị nhỉ. Ôi giời ơi, Ngọc có kéo đâu. Này, cái nồi này nồi của em này. Đây cái nồi này ôi vỡ. Vỡ về bịt các bạn nhỉ. Bịt là vỡ quá tiền đấy các chị ạ. Thôi nếu mà nó vỡ quá thôi không cho không đồng. Vỡ quá cho không đồng nhé Ngọc ơi. Rồi, bây giờ các chị ơi đây. Các chị comment cho em là bây giờ nhỉ. Ôi nó nhiều như này các chị. Bây giờ như này. Tất cả các chị gái chú ý như thế này đi. Như thế này để cho nó công bằng nhất. Mày đưa mày em cho cô. Em sẽ cho toàn bộ. Các chị comment cho hết nó. Các chị comment là gì ạ? Xả nó kèm số thoại đi. Em cho hàng 600 chị được cho đơn. Được chưa? Xả nó hàng tồn và hàng bom. Comment xả nó kèm số thoại đi. Em cho tất cả mỗi người một cái đi. Mỗi người một cái luôn. Được chưa? Mỗi chị một cái luôn. Để mọi người khỏi tranh nhau. Được chưa? Xả nó kèm số thoại. Ôi dồi ôi. Xả nó. Được chưa? Xả nó cho mỗi chị một cái. Mỗi chị một cái luôn, nồi cơm. Nồi cơm, đây, xả nó, được chưa? Xả nó nhá, em nhận đơn ạ. Cả nhà mình comment xả nó cùng xuống thoại. Ngọc ơi trò hết nhá. Em cho 600 chị ngày hôm nay. Với giá tiền
đồ gia dụng này, toàn tiền triệu của em, toàn tiền triệu. Em xả lỗ toàn bộ cho các chị với giá là 65.000 đồng. Đúng rồi, các mẫu 65.000 đồng. Các chị đăng ký cho em xả lỗ 65k, em chốt cho 1.000 người. Và các chị tăng tên bạn bè vào cho em 65.000 đồng này không được miễn ship đâu nha. Comment cho em đã xả lỗ. Chị ơi chia sẻ mạnh tay lên, chia sẻ mạnh tay, chốt cho mỗi chị một cái 65.000 đồng đi. Được chưa? Tất cả đồ gia dụng em cho hết. Năm nay đen như một con cháy. Được chưa? Comment là xả lỗ 65.000 đồng, chốt hết luôn cho 600 chị. Nhớ là chia sẻ rồi, em kiểm tra Ngọc, kiểm tra Ngọc, báo nhân viên đi con. Ngọc vào chạy vào báo nhân viên là nếu ai chưa chia sẻ 3 lần không chốt nha. Cứ ai chia sẻ 3 lần lên đơn cho cô. Được chưa? Ngọc bảo chưa? Nhắn đi, nhắn vào nhóm là ai chia sẻ 3 lần phải chốt hết cho cô 65.000 đồng. Mã là xả lỗ nha, gồm có nồi cơm, nộp không được chọn. Anh chị nào muốn chọn hàng thì em xin phép không gọi điện được. Tại vì sao? Tại em có cả nò nướng. Mà nồi cơm thì nó không giống màu nhau đâu. Mà bây giờ cứ đòi chọn cho chị cái màu đen, cho chị cái nò nướng như thế này em không chốt được. Em cho đồng giá hết, ai cũng được 65 nghìn đồng hết. Đây gồm có nồi cơm, gồm có nò nướng, máy ép cho nốt em ơi. Được chưa? 65 nghìn đồng. Được chưa? Gồm có, ủi ôi, cái ấm của Đức này toàn tiền triệu thôi các chị ơi. Cái ấm của Đức này các chị ơi, này 65 nghìn tất cả luôn nhá. Được chưa? Máy xay này các bạn 65k cho em. Nhất tất cả đều chốt 65k cho em. Lên đơn xả lỗ 65 nghìn đồng. Cái này còn à? Cái này có mấy cái? Có 3 cái. Cái này chỉ có 3 cái thôi nhá. Cái này chỉ có 3 cái thôi. Cái này có 1 cái thôi nhá. Có 1 cái nhá. Cái này có 50 cái. Lên đơn xả lỗ 65 nghìn đồng chốt hết. Trần Loan có đơn ạ. Trần Diệu có đơn ạ. Nhanh tay hộ em ạ. Chị Trần Loan có rồi, đừng lên đơn. Em nhận đơn chị rồi, chị chia sẻ giúp em ạ. Rồi ok, chị Duy Triệu có đơn, Hiệp Hòa có đơn ạ. Xả lỗ nhà Hiệp Hòa có đơn rồi mấy bạn. Nhanh tay xả lỗ 65 nghìn đồng. Nhận đơn tất cả các chị chia sẻ bài viết hộ em. Được chưa? Tất cả các chị gái chia sẻ bài viết khỏi phải chọn. Nếu chọn thì là em không ngồi em phân được. Xả lỗ 65 nghìn đồng giá tất cả cho mọi người. Được chưa? Lên cho em đã xả lỗ 2. Bỏ gọn là chú ạ. Xả lỗ 2. Kỷ niệm cả nhà mình không đồng luôn. Xả lỗ 2. Các chị ơi, xả lỗ 2. Được chưa? Kỷ niệm cả nhà mình. Lên vào phần. Xả lỗ 2. Không phải xả 2 cho em này, từ từ. Cho không đồng. Các chị đâu kìm bên đây rồi. Lên luôn xả 2 nhá. Em cho không đồng này. Mã này nhá, em cho không đồng này. Mã này của em là gì ạ? Miễn ship còn cho không đồng luôn. Được chưa? Một lỗ khăn. Được chưa? Không đồng luôn. Các chị coi lên xả 2. Khẩn trương lên. Không có là không có đâu. Cái khăn này của em là 100.000 ba cái. 100.000 ba cái, khăn nhập xịn luôn. Đấy chưa? Xả 2 và lên xuống gọi miễn cước, miễn phí ship toàn đơn. Ai được cái mã này là miễn phí ship em cho 500 chị. Miễn cước toàn đơn nhá. Xả lỗ 2 69.000 đồng. 5 cái. Và em tặng cho 5 cái không đồng. Em miễn cước tận nhà luôn cả nhà mình. Được chưa? Xả lỗ 2 69.000 đồng 5 cái khăn nhập. Được chưa? Và tặng thêm 5 cái không đồng nữa, kèm theo miễn ship toàn đơn. Ai, tức là chị Thu Trang chưa chia sẻ em vẫn thu tiền ship nha. Chị Thu Trang ơi, em vẫn thu tiền ship của chị. Lý do chị chưa chia sẻ. Cứ ai chưa chia sẻ em đọc luôn ạ. Chị Mai Đỗ chưa chia sẻ vẫn thu tiền ship 37.000 đồng. Được chưa? Ai chia sẻ rồi em cho một cái khăn này không đồng. Được chưa? Và mua 5 cái 69.000 đồng miễn cước toàn đơn. Chơi phải chơi rực rỡ như thế ạ. Xả 2. Đúng rồi. Mã này là mã miễn cước, mã này là miễn cước toàn đơn đối với những người chia sẻ thôi. Còn đối với những ai không chia sẻ thì em xin phép thu 37.000 tiền ship cho em. Nhớ mọi người nhá. Các ơi, riêng mã khăn này sẽ là chị được miễn ship cho những người đã chia sẻ. Chị Mai Đỗ chưa chia sẻ em không cho em không miễn ship, vẫn thu của bác nhá. Chị Thanh Kiều đã chia sẻ rồi chốt ạ. Rồi chị Trần Loan chia sẻ chưa ạ? Miễn cước ạ. Chị Trần Loan đã chia sẻ chưa ạ? Trần Loan chưa chia sẻ đúng không? Rồi không chia sẻ cứ thanh toán 37.000 tiền ship cho em. Được chưa? Rồi không chia sẻ em vẫn trả tiền ship cho em nhá. Lên đơn đồng rồi 69.000 đồng 5 cái, tặng 5 cái không đồng nữa là 10 luôn. Miễn cước toàn đơn cho những người chia sẻ này. Rồi tiếp tục cho em một mã này. Lên cho em mã xả 3. Xả lỗ 3. Được chưa các bạn? Tôi lên xả 3. Xả 3. Cái này của em là bán 140. Hôm nay tặng luôn 37.000 đồng. Đây là thấp kháng khuẩn, em còn 500 cái nữa ấy. Thì các chị lấy 2 3 cái vào. Xả 3 thấp kháng khuẩn. Các chị coi này, xả 3 ok, chị Trần Loan miễn ship luôn. Lên đơn cho em, cảm ơn mọi người. Các chị ơi, miễn cước đối với những người đã chia sẻ. Bởi vì sao em bỏ ra 37.000 đồng để em xin các chị chia sẻ like, để chúng ta được miễn ship. Đúng không chị? Em
các chị chia sẻ có 3 lần thôi mà chúng ta được miễn phí ship. Đó, thế nên các chị cố gắng chia sẻ của em. Lên đơn cho em là dạ, xả 3 thuốc kháng khuẩn 90.000, bây giờ bán 37.000 đồng. Xả 3 chị lấy 2-3 cái vào, tại vì em còn 500 cái nữa cô nhá. Mã là xả 3 cùng số điện thoại, nhanh tay từ từ. Ngọc đưa nồi chiên hết rồi cô. Nồi chiên nó kinh khủng, mua lại xả 4 nồi chiên cho em. Lên đơn xả 3 và kèm theo số điện thoại. Em nhận đơn các bác giúp em chỉ cần 3 lần chia sẻ thôi là em miễn cước cho những người mà có khăn mặt đấy ạ. Những người có khăn mặt là được miễn ship nhá. Được chưa? Rồi chị Duy Triệu có đơn xả 3 Ngọc Trần ơi 37.000 đồng em lấy 2 cái đi. Rồi xả 3 chị Giang Trúc xả 2 ok chị gái luôn ạ. Chị Trần Lê 69.000 đồng mua 5 cái tặng 5 cái không đồng. Xả 3 thất tháng của tiếp tục cho em một cái mã là mã xả 4. Xả 4 từ từ cho xả 4 ạ. Bao nhiêu tiền nhỉ? 95.000 đồng. Một tip Sensodyne của Thái. Em miễn ship luôn. Được chưa? Miễn cước toàn đơn. Ai chia sẻ em miễn cước cái mã này. Con này là xả 4 nhà ghi vào cho cô. Xả 4 kem đánh răng nội địa của Thái Lan 69.000 đồng. Em tặng thêm cho 2 tiếp nữa. Được chưa? 69k miễn cước, tặng thêm 2 tiếp không đồng nữa. Ok chưa? Con này xả 4 riêng kem đánh răng miễn ship, các chị mua lên 10 tiếp vào. Đây là kem đánh răng siêu trắng răng và phục hồi. Có nghĩa là răng các chị mà chúng ta hay bị ê bút, giảm ê bút chân răng. Em tặng mọi người 69.000 đồng. Em tặng thêm 2 lọ, 95.000 một lọ của em. 95.000 có một hộp thôi ạ. Hôm nay bán 69.000 đồng, cho thêm 2 hộp nữa và miễn cước giao hàng. Đó, rồi chị Thu Trang ơi, chị đã chia sẻ 3 lần chốt cho chị miễn trước. Rồi ok, chị Nguyễn Anh chưa chia sẻ, thu ship 37.000 đồng ạ. Rồi chị Bình Yên chưa chia sẻ, em vẫn thu ship nha. Tiền ship của em là 37.000 đồng. Đối với những người chia sẻ kem đánh răng rồi, chia sẻ cho em rồi thì em miễn ship luôn. Mã này mã xả mấy con ơi? Xả 3, comment cả giá tiền lên cho em nhá. Xả 3, 69.000 đồng. Một tiếp kem đánh răng và cho 2 tiếp không đồng nữa. Mọi người xả 4 chứ con bẹ lanh này nó xả 4. Xả 4 là kem đánh răng. Xả 3 thuốc kháng khuẩn. Rồi ok chưa? Xả 3 là thuốc kháng khuẩn, xả 4 là kem đánh răng. Comment giá tiền lên để em mình không bị nhầm. 69.000 đồng một tiếp, tặng 2 tiếp không đồng. Miễn cước vận chuyển toàn đơn cho những người đã chia sẻ. Chị Mai Đỗ chưa chia sẻ, thu 37.000 đồng. Chị Thanh Trang chia sẻ rồi, em miễn ship cho chị luôn ạ. Hoàng ơi, Hạnh Hoàng các chị lên đơn cho em ạ. Xả 4 kèm số đoạn là kem đánh răng xem số đây. Tiếp tục em xả cho mọi người. Mã này các chị lên đơn cho em. Mã này là mã gì ạ? Pick color. Lên đơn cho em ạ, xả 4 cho em ạ. Xả 5. Em có 20 cái. Con này của em 850. Mã xả 5. Cả nhà mình ơi, thật sự năm nay mà một cái năm gọi là khủng hoảng nhất đối với em. Mã xả 5, được chưa? Mọi năm thì các chị biết là em không bao giờ em kêu như này đâu. Mà năm nay gọi là năm khủng hoảng nhất đối với em. Con này của em nó là cúc cu mà đang bán 830.000 đồng. Mã là xả 5. Comment giá tiền lên em chốt đơn nha. 20 chị đi. 17 cái à? 17 chị được chốt đơn. Lên mã xả 5. Riêng con này nó là vừa là phích giữ nhiệt 3-1. Phích giữ nhiệt này ấm đun nước luôn này. Được chưa? 169.000 đồng. Nhanh tay mà xả lâm, em có 17 cái nhá. Chị ơi này có nhiều màu, màu đen. Nó có màu đen, màu ghi và màu đỏ, không chọn màu. Em tặng cho mọi người 169.000 đồng cho 17 cái luôn. Được chưa? Cái này là vừa thổi nước này, vừa là cái phích, vừa là gì ạ? Nhanh tay ạ. Comment là xả 5. Kèm giá tiền cho em 169. Được chưa? Cho 17 chị. Đó, chị nào lấy chưa? Chị Thanh Trang ơi, chị lấy 2 cái à chị? Lấy 2 cái thì comment 2 cái cho em ạ. Xả 5 và lên số điện thoại. Được chưa? Khẩn cấp luôn ạ. Từ từ bây giờ em cho các chị này. Bây giờ em cho các chị vali không đồng nhá. 11 cái vali tặng không đồng đi mà. 11 cái vali để em tặng không đồng luôn. Được chưa? Cả nhà mình comment cho em mã này mã xả 5 169 ạ. Đây là phích giữ nhiệt 3-1. Giá bán hơn 800.000 đồng. Em tặng các chị 169. Nhưng nó có 3 màu, có cả màu đen, màu đỏ, màu ghi. Không chọn màu được. Mọi người thông cảm cho em. Comment cho em mã xả mới nhỉ? Xả 5 cùng số thoại. May mắn cho 17 chị nhá. 17 chị được cho đơn. Đây là thương hiệu Cucu. Giá bán tại shop là hơn 800.000 đồng. Nhưng em có 17 cái này em sẽ tặng cho cả nhà mình. Rồi, các chị đăng ký xả 5169 cách số điện thoại em nhận đơn. Ok chưa? Chia sẻ mạnh tay của em ạ. Bây giờ bắt đầu vali cho em nhá. Xả 4 là kem đánh răng đúng rồi ạ. Xả 5 cho em nhận đơn cả nhà mình. 169. Các chị nhớ cho em đây là một cái phích. Phích nhá. Nó là cái phích, các chị nhìn chưa? Xin chưa? Đó, hơn 100.000 đồng. Có 17 chị thôi ạ. Chị Thanh Trang lấy 2 cái ạ. Chị Ngọc Ánh lấy 1 cái có đơn ạ. Rồi chị gì đây? Chị Trần Lê lấy 1 cái ok. Chị Thu Hoàng lấy 2 cái ạ chị. Chị Nguyễn Ánh lấy 1 cái ok. Xả 5 đây nó là gì ạ? Nó là cái phích. Nó là cái phích nhá. Và thổi được nước luôn.
đó mọi người nhá. Rồi chị giữ được nhiệt, chị nhung lên một cái 169 nào. Anh chị Nguyễn Anh Ngọc một cái, ok cảm ơn chị yêu, 169 nhá. Ok tiếp tục em ơi, lên cho em mã này mà biếu nó, biếu nó, biếu nó, em còn 6 cái, biếu nó. Cái nồi này của em là đang bán 1.2 triệu, 1.3 triệu nhỉ, 1.3 triệu, 1.280.000 đồng. Biếu nó, từ từ bình tĩnh, biếu nó cho ba chị, biếu nó cho ba chị, cho năm chị đúng không, năm chị còn à, kì kìa comment biếu nó kèm số điện thoại, thật sự là biếu nó cái nồi này cho mọi người, nhanh tay ai comment nhanh thì được nhá, cho năm chị đi, biếu nó kèm số điện thoại 1.280.000 đồng, nồi áp suất em tặng luôn mọi người 130.000 đồng cho em, được chưa, 130.000 đồng. Comment biếu nó 129.000 đồng cho em, comment biếu nó nồi áp suất 8 lít luôn, biếu lỗ 129 luôn ạ, cho năm chị ngày hôm nay. Lên mã biếu lỗ cùng số điện thoại, em nhận đơn cho năm chị. Chị ơi đây là một cái nồi mà chúng ta làm cả thế giới luôn. Nào là chúng ta kho, nào là chúng ta hầm cháo, nào là chúng ta dạ hầm gà, hầm xương, khoai tây, linh nhừ luôn ạ. Bếp từ dùng trên bếp từ bếp ga nhá. 129.000 đồng cho năm chị luôn ạ. Hôm nay là em tổng kết toàn bộ luôn nhá các chị ơi, biếu lỗ. Biếu lỗ em chúc mừng các chị ơi, chia sẻ. Chia sẻ cho em 3 lần. Em đặt tên trên đây công khai luôn để mọi người biết là mình đã được cái gì. Rồi biếu lỗ này em đặt tên công khai, công khai rõ ràng. Chị Hoan Nguyễn chúc mừng chị, số điện thoại 7588 thôi. Chị Nguyễn Thị Đường số điện thoại 69577. Ok chúc mừng. Biếu lỗ là 129. Các chị nhìn này, một cái nồi mà nó làm được cả thế giới. Thích chiên, thích nấu, thích xào, thích kho, thích kiểu gì được. Nhất là các chị hầm xương, nhất là các chị hầm xương, hầm gà thì thôi rồi luôn, nó nhanh nhừ, để cho nó nhanh nhừ á. Rồi comment biếu lỗ kèm số điện thoại 129, được chưa, nồi to, được chưa, nồi cực to luôn mọi người nhá, biếu lỗ kèm số điện thoại, hàng của hãng luôn mọi người nhá, mã là biếu lỗ cho chị ạ, biếu lỗ cùng số điện thoại, nhớ chia sẻ giúp em 3 lần được chưa, 129.000 đồng. Rồi cả nhà mình lên đơn biếu lỗ và lên số điện thoại là em nhận đơn qua mã luôn này, khẩn cấp ạ, khẩn cấp ạ. Rồi tiếp tục cho cô của máy xay này lên đơn cho ạ, cho không đồng một cái quả này đi em ơi, lên đơn trên này, dạ rong biển còn rong biển hết rồi ạ. Rồi tiếp tục các chị ơi, cho cô cái nồi cơm này, còn 80 cái nồi cơm, 80 cái nồi cơm này em tặng cho 10 chị đầu tiên, lên đơn cho là dạ xả lỗ nồi cơm cho cô nước ạ. Em có 80 cái nồi cơm em tặng cho, em có 80 cái nhưng đầu tiên em tặng cho 10 chị đã, được chưa, em tặng cho 12 chị, được chưa, tức là em có 80 cái nồi cơm còn tồn kho, thì bây giờ em muốn cho 12 chị vừa vào xem live thả tim cho em phát. Các chị comment là xả lỗ nồi cơm, xả lỗ nồi cơm, mà nồi cơm này của em là đến từ châu Âu cơ, nó là nồi cơm liêu mọi người ạ, xả lỗ nồi cơm. Rồi biếu cho chị Giang Thục, biếu cho chị Ngân Hoàng, biếu cho chị Hoan Nguyễn ạ, biếu cho chị Nguyễn Thị Đường ạ. Rồi các chị comment xả lỗ nồi cơm, 80 cái nồi cơm này em không nói em làm con các chị, được chưa ạ, nhưng em cho 12 chị cắt sâu luôn, cho 12 chị cắt sâu dưới mặt bạn, dưới cái giá, được chưa, được chưa, xả lỗ nồi cơm này. Các chị ai đã nhận, ai đã từng nhận được nồi cơm của em rồi, cho em cái xin cái nhận xét. Và bây giờ chúng ta vào mình chia sẻ giúp em 3 lần, giúp em 3 lần em cho hẳn là 12 chị luôn được cái mua cái nồi cơm này. Em đọc tên trên đây công khai luôn, công khai luôn chứ không phải loằng ngoằng làm gì. Chứ bây giờ nhiều khi các chị không biết tao có được không, tao không xem nữa. Các chị cứ bình tĩnh này, em đọc công khai cho mọi người để mọi người chắc chắn là mình sẽ được, nói chưa, chứ không phải là gì ạ, lên dơ lên xong lại cất đi, không phải như thế. Em có 80 cái nồi cơm còn tồn kho, 80 cái chứ không phải là, không phải là 8 cái, nhưng em cho 12 chị được mua giá lỗ kinh khủng biển luôn ạ, gọi là 12 chị được mua cái giá cho cô cậu rồi. Lên ơn xả lỗ nồi cơm kỷ niệm cả nhà mình, em kỷ niệm cả nhà mình, lên ơn xả lỗ nồi cơm 1.2 triệu. Em nói luôn là em bán có hơn 700.000 đồng. Và bây giờ em chấp nhận cắt máu luôn này, da gà nổi hết đâu rồi, da gà nổi hết lên luôn này. 1.2 triệu em bán 750.000 đồng. Nhưng em hôm nay sẽ không bán 750 nữa. Các anh chị cho em xin 3 lúc chia sẻ like, em chuẩn bị tinh thần nhá. Lên mà xả lỗ nồi cơm. Em ơi say sinh tố còn không ạ, từ từ. Xả lỗ nồi cơm điện. Em nhận à, chị nhận được nồi cơm đẹp rồi, đẹp lắm em ơi ạ. Em tặng cho chị Mai Đỗ một món quà không đồng. Em tặng chị Mai Đỗ một cái nồi cơm không đồng đi. Được chưa? Chị nào nhận được nồi cơm của em rồi thì feedback lên em cho không đồng luôn. Được chưa? Rồi, bây giờ tất cả các anh chị comment là xả lỗ nồi cơm. Được chưa? Không nói nhiều, media thương yêu. Ngày hôm nay kỷ niệm cả nhà mình 780k bán rồi, bây giờ cho lỗ này.
Bây giờ cho nó chỉ có 12 chị, 279.000 đồng cho em. Nên đơn cho em là gì ạ? Xả nỗ nồi cơm 279 cách số điện thoại cho em. Cho 12 bác, 12 bác comment nhanh tay nhất cho em là chúng ta được ạ. Chúng ta comment xả nỗ nồi cơm 279 cách số điện thoại. Được chưa? Chơi này là chơi xanh chín luôn ạ. 279.000 đồng mã chúng ta lên đơn. Được chưa? Hôm nào hôm nay là cái hôm mà em rồi chúng ta comment giá tiền, em đọc tên 12 chị, 12 chị Diệp đọc tên thì cứ thế mà nhận quà. Được chưa? Không phải nói nhiều, em chúc mừng chị ạ. Trần Lê Tuấn Duy, số điện thoại số báo danh 1739. Em chúc mừng chị Thanh Thảo. Rồi em chúc mừng chị Vinh Đinh, số báo danh 7056. Chị ơi, 279.000 đồng, trong khi đó đang bán 850, 750. Giờ bán có hai màu thôi mọi người, một là màu kem, hai là màu xanh blue, đẹp không? Rồi chúng ta có thể xả lỗ nồi cơm 279. Em chúc mừng chị Trần Lê, số báo danh 636399. Rồi ok, em chúc mừng chị Thu Thủy, số điện thoại 5531. Em đọc tên mà chị, đọc tên chơi đẹp luôn. Nhớ chưa? 279.000 đồng và nhận hàng phải kiểm tra hàng cho em. Nhớ chưa? Kiểm tra sở chất xem form cho em. Nhớ chưa? Xem nó có bị làm sao không. Nhớ chưa? Lên đơn cho bạn xả lỗ nồi cơm 279.000 đồng. Rồi cho chị Thu đó một cái 8832 ạ. Cho chị Ngọc Ánh một cái 6644 ạ. Ok, cho chị Phương Linh một cái 7452 ok. Rồi cho chị Quỳnh An ok chị gái luôn ạ. Con nên xả lỗ nồi cơm 279 cho con qua má luôn ạ. Rồi tiếp tục em cho các chị một cái má nữa. Là cái má này. Mọi người lên đơn cho em má này là má gì ạ? Rồi con ơi, cái này là Diệp Biếu. Con này là Diệp Biếu nhá. Diệp tặng đi. Con này là Diệp tặng. Cái này của em là nó là 380.000 đồng. Thôi em lấy với chị 320 đi. Con này là Diệp tặng. Em sẽ tặng quả này cho mọi người. Được chưa? Ok chưa? Con này là Diệp tặng. Cái này của em là dầu cặp của Ý. Được chưa? Bưởi của Ý ạ. Chắc chắn là cái dầu này thì nó là dầu truyền thống, nhiều người biết rồi. Được chưa? Quốc dân rồi đó chị. Mà một lần đi gội đầu là mất 70.000 đồng, 80.000 đồng lần được gội này. Được chưa? Diệp tặng. Xả lỗ nồi cơm 279 cho thêm cho chị Hoan Nguyễn một cái đi, cho chị Phượng Lê một cái đi, cho chị Lê Thị Thoa một cái nhá, thôi nhá. Rồi ok nhá. Rồi bây giờ chúng ta có này Diệp tặng. Diệp tặng cái này. Các chị muốn lấy một hay lấy hai? Lấy một thôi nhá. Tại vì em chỉ có 35 cặp thôi. 35 cặp này bán có 300. Được chưa? Các em Diệp tặng. Diệp tặng cho bao nhiêu chị có 35 cặp thôi thì cứ các chị ơi bây giờ nhảy chơi công bằng luôn. Em cho các chị, để cho chị chưa? Diệp tặng bao nhiêu tiền ạ? 320.000 đồng, em nói luôn 160.000 đồng cho em. Mà thôi bây giờ nhảy nhá, đã tặng thì cho chết ạ. 99.000 đồng một chai. Dầu gội quý. Được chưa? Và mỗi chị nhận một chai không đồng nữa cho em. Các chị nhanh tay, em có 35 cặp này. Được chưa? Chúng ta muốn đi làm quà tặng biếu sinh nhật hoặc là tặng bạn, tặng người thân mình thì chúng ta đăng ký ngay. Đăng ký ngay cho chị hai cặp. Ok, chị Thu Nế lấy hai cặp. Chị Thanh Thảo lấy ba cặp và chị. Em có 35 cặp thôi nhá. Hết là em không bán nữa đâu. Hết là không có. 99.000 đồng một cặp. Tặng cho một cặp không đồng nữa. 99.000 đồng một chai. Tặng một chai không đồng. Riêng tặng và kèm tới là đây là dầu cặp được nhập khẩu tại Ý ạ. À. Mọi người biết rồi. Cả nhà mấy ơi, mọi người biết cái dầu cặp của Ý này rồi. Nó chuyên phục hồi tóc hư tổn và dành cho những da. Dạ, có nghe dành cho những người mà đầu da đầu bị dầu ý. Cộng với bị rụng ý. Thì chúng ta lên dùng cái này. Comment là Diệp tặng cùng số điện thoại là được nhận đơn. Các chị ơi, các anh chị mình cho em xin một lúc chia sẻ lại nhá. Comment cho em đã là Diệp tặng cùng số điện thoại em tặng cho ạ. Em có 35 cặp mà bây giờ các chị cứ lấy hai cặp như này. Rồi chị Ngọc Ánh lấy 3 cặp à. 3 cặp vậy thì chắc chắn là em chỉ chốt được có 5 chị thôi, 6 chị, 10 chị là cùng thôi. Tại vì cứ các chị lấy hai cặp như này. Toàn các chị ạ, Diệp tặng và lên số điện thoại 99.000 đồng. Tặng thêm một chai nữa. Tổng cộng nhận cho em là hai nhá. Mã là Diệp tặng và kèm theo số điện thoại là em nhận đơn. Được chưa? Bán bằng gọi là thật sự là bán cho các chị bằng cái giá gọi là lỗ vốn luôn ạ. Mã là Diệp tặng cùng số điện thoại vào cặp của ý ạ. Rồi tiếp tục em cho các chị, em ơi sữa đặc về chưa? Mã này cho em là mã gì ạ? Mã này chưa bao giờ có đâu chị, lần đầu tiên trong lịch sử của đời em. Được chưa? Lần đầu tiên trong lịch sử của em, mã sữa đặc này 160. Em nhập vào đúng 150. Em bán cho các chị 160 hoặc 165.000 đồng, em lãi các chị có 10.000. Em lãi các chị có 10.000 đồng. Thế nhưng mà nhập vào đến giờ này rồi không đẩy hàng được đi ạ. Đếp của nó rất là dài. Sữa này không phải hàng Việt Nam, hàng của nước ngoài mà em nhập khẩu. Đi về cầu cước bao nhiêu tiền rồi? 150 bán 160 hoặc 165.000. Hôm nay bán 99.000 đồng. Em cho hai hộp luôn ạ. Các chị comment là gì ạ? Sữa đặc nhập khẩu. Được chưa? 2 cân sữa đặc. Nó đặc sánh luôn đấy mọi người ơi, nó ngon. 99.000 đồng. Em tặng thêm một hộp nữa cho em. Được chưa? Mã là sữa đặc và lên số điện thoại là em nhận đơn.
Các chị mình vào cho em xin một lần chia sẻ like được không? Cho em xin 3 hoặc 4 lần chia sẻ like mọi người nhá. Mã này các chị đăng ký hộ em ạ. Sữa đặc em tặng cả nhà mình 99.000 đồng. Cho thêm một hộp nữa. Mỗi một hộp này là 1 cân mọi người nhá. Mỗi một hộp này là 1 ký luôn. Mã là sữa đặc không. Em nhận đơn cả nhà mình 99.000 đồng. Lại còn 2 hộp luôn, mày vào máy máy cho cô xem nào. Nó là vậy xem nào. Em tặng cho cả nhà mình 99.000 đồng đứng nguyên luôn. Ok chưa? Sữa đặc mà kèm theo số bài tranh thủ đi bà con ơi. Em lên cho các chị một tí nữa thôi là em phải nghỉ like rồi. Đấy chưa? Em lên có một tí nữa thôi là em nghỉ like rồi. Không lên được nữa mọi người nhá. Vì thế là ai tranh thủ ở trên like được cái gì thì được. Mà không được thì thôi cũng bó tay thôi, làm sao được ạ. Nhớ mọi người nhá. Em tranh thủ cho các chị có một tí thôi. Lên được vài 20 phút nữa rồi em nghỉ nhá. Lên đơn cho bạn sữa đặc hôm nay có việc các chị ạ. Hôm nay có việc một chút xíu cho nên là tranh thủ nhá mọi người ơi. Sữa đặc mà kèm theo số điện thoại là em nhận đơn 99.000 đồng. Em tặng cả nhà mình. Ok chưa? Em biếu cả nhà mình 99.000 đồng, em tặng 2 cân luôn, 2 hộp luôn. Sữa đặc cho chị Đào đây. Các bác lên mạng sữa đặc em nhận đơn ạ, 2 kg sữa đặc. Xay sinh tố. Về mùa hè này và làm sữa chua. Rất là ngon, 99.000 đồng. Rồi, tiếp tục nhá. Cho chị 4 hộp sữa đặc à? Cho chị Thanh Thảo 4 hộp ạ. Cho chị Vinh Đinh ạ, 2 hộp ạ. Cho chị Trần Lê ok. Chị Thu Nguyễn lấy 6 hộp ạ chị. Chị ơi, sữa này hàng nhập khẩu. Và sữa này của nó là một hộp này là 1 ký ạ, 1 cân luôn ạ. Nó không phải là cái hộp nhỏ mà chúng ta mua có mấy trăm gram đâu nhá. Rồi, các bác lên đơn sữa đặc làm sữa chua ăn rất là ngon. Xay sinh tố này, nấu chè này đều có sữa này. Rồi là gì ạ? Chúng ta gì ạ? Chấm bánh mì này, uống cà phê đều cần đến nó đúng không chị? Rất là ngon. Em tặng cả nhà mình 99.000 đồng. Rồi nữa đi em ơi ạ, em cho các chị một cái mã này này. Mã này là mã gì ạ? Em cho các chị 250 một cái chiếu. Chiếu xốp, thảm xốp cho em. Comment là thảm xốp thì cũng được. 250 một cái. Hôm nay sale cho các chị 140.000 đồng. Được chưa? Comment ạ, thảm xốp. Nhà các chị mua về trải lên giường này, hoặc là trải ăn cơm này, hoặc trải dưới nền nhà cho con mình chơi. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Ok chưa? Comment ạ, thảm xốp đi. 250.000 đồng. Được chưa? Lên đơn thảm xốp 250 cho cô về đi. Cái này là có mấy màu để chơi, thảm xốp 250.000 đồng. Chị ơi 250 xịn sò chưa? Nó là cái chiếu gì? 1m8 x 2m. Các chị mua về mùa hè trải dưới nền nhà cho con chơi này, hoặc trải ăn cơm này, hoặc trải nằm ngủ chơi này, hoặc là trải trên giường nhá. Chiếu xốp 4 người thì mua đi 3 cái đi. Em ôm được mỗi thanh lý, em ôm được khoảng độ mấy bao thanh lý. Được chưa? Mấy bao này thanh lý 250.000 đồng. Em tặng các chị 140.000 đồng. Cả nhà mình đăng ký em là chiếu. Hồi đăng ký cho mà thảm xốp đi. Cực kỳ sướng luôn ạ. 1m8 x 2m. Thôi bây giờ như này nhá, em ôm được thanh lý rất là rẻ. 99.000 đồng cho em. Các chị mua đi 3-4 cái mà thay đổi. Dễ vệ sinh, kể cả mình đổ cái gì ra, mình ăn cơm mà mình đổ nước ra đây các chị lau là sạch luôn. Được chưa? Hoặc là các bé bị có các bé hay tè dầm với chị. Ngồi lên đây ạ, đổ nước ra chỉ cần mấy khăn lau là sạch luôn. 99 một cái. Comment cho là thảm xốp 1m8 x 2m. Nó có hai mặt mọi người, nó có hai mặt như này, 99.000 đồng. 99k. Nhớ mọi người comment là thảm xốp và kèm theo số điện thoại. Có hai mặt và có nhiều màu cho mọi người. Được chưa? Lên đơn cho các chị đăng ký đi hai cái đi. Em tặng mọi người có 99.000 đồng. Chị ơi con này cực kỳ sướng ạ, đó. Sướng không? 99k. Thấy không? Giặt dễ khô này, lau vệ sinh rất là dễ. Hai mặt luôn mọi người ơi. Nhà em toàn làm cái này thôi. Nhà em toàn ở trên giường toàn làm cái này thôi ạ. Em tặng các chị 99.000 đồng. Mã là thảm xốp cho em nhá. 1m8 x 2m. Các chị trải trên giường này, trải dưới đất này, trải ăn cơm này, trải chơi này, nằm chơi này, được chưa? Em tặng các chị 99.000 đồng. Lên cho em mã là thảm xốp và kèm theo số điện thoại là em nhận đơn. Mỗi chị cứ đăng ký vài cái vào để cho bỏ cái công nhá. Em tặng mọi người 99.000 đồng. Mã là thảm xốp, nhanh tay hộ em. Được chưa? Hôm nay phải nói là rẻ bất ngờ và bất thình lình các chị nhá. 99.000 đồng. Đó là có túi sách như này. Đó mọi người nhá, em sẽ gửi cho các chị như thế này đấy ạ. 99k. Ôi rồi ơi, rẻ quá em ơi ạ. 99.000 đồng. Yêu cầu các chị ngày hôm nay là chia sẻ mạnh tay lên cho em. Tiếp đến em cho các chị một cái mã nữa. Ngọc ơi, nồi chiên còn bao nhiêu cái? 6 cái đưa ra cho cô. Mã là gì ạ? Philatop đi em ơi ạ. Đây, Philatop tổ yến. Thì các chị con đăng ký em mã tổ yến. Được chưa? Tổ yến cùng sơn đại. Chị ơi, thảm xốp bán rẻ cho chị 4 cái á. Rồi cho chị Thanh Mỹ ok lấy 4 cái à. Chị Thu Hằng 2 cái có đơn ạ. Thảm xốp cho chị Ngọc Nguyễn lấy 1 cái ok chị. Em tặng mọi người 99.000 đồng, các chị lấy 3 cái đi. Lấy 2 cái 3 cái vào. Tại vì cực kỳ tiện dụng nhá. Các chị nằm giường này, hoặc là chúng ta trải chơi này, hoặc là chúng ta trải dưới thảm dưới nền nhà đều được. 99.000 đồng. Rồi các chị lên đơn giúp em mã này, mã gì ạ? Tổ yến, Philatop tổ yến. Tốt cho sức khỏe.
thì là tốt cho chị Trần Lê, à, quên, thảm sâu cho chị Trần Lê, thảm sâu cho chị Khanh Khang, thảm sâu cho chị Thu Hoàng, thảm sâu cho chị Ngọc Ánh ạ, thảm sâu cho chị Bình à, Bình Minh ạ. Ok chị, thảm sâu cho có 99.000 một cái thôi. Rồi, tổ yến này bán mấy trăm? 290.000 đồng. Em phải nói là cực kỳ tốt luôn. Em cho các chị một mã này thử ngon nhá. Vali đi Ngọc ơi, chuẩn bị vali cho cô. Biếu vali luôn. Chuẩn bị biếu vali quà luôn. 11 cái vali, biếu cho cô. Thật cái màu xanh vô. Chờ màu xanh. Lên đơn cho em mã này, chuẩn bị xong mã này lên vali nhá. Biếu mỗi chị một cái. Biếu mỗi chị một cái vali. Lên đơn phi la tốt tặng 0 đồng. Phi la tốt này từ 1 tuổi cho đến 100 tuổi đều cần phải dùng. Cái này nó giúp các chị tăng hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng ạ, bồi bổ sức khỏe, kích thích ăn ngon miệng ạ, ăn ngon ngủ ngon ạ. Thành phần chính của nó là tổ yến nhung hiêu và sữa non, ong chúa, được chưa? Hôm nay bán tặng cả nhà mình 290.000 đồng. Em để cho mọi người ngày hôm nay với giá 99.000 đồng. Tặng thêm mỗi chị 3 hộp 0 đồng nữa. Đăng ký hộ em ạ, phi la tốc 99.000 đồng một hộp. Tặng mỗi bác 3 hộp 0 đồng nữa. Mọi người nhá, tặng mỗi bác 3 hộp 0 đồng. Riêng mã này thì khách hàng của em chốt đơn kinh khủng. Riêng mã này, tổ yến ạ, chị ơi 99.000 đồng một lọ, một hộp ạ. Một hộp của nó đây này. Như con nhà em đang uống nghe. Như con nhà em uống thì cứ một ngày về học về, bà bác ấy nè, bạn ấy cứ nằm cả vỉ này. Một hộp này nó có 4 vỉ. Bạn ấy đi học về bạn cứ nằm một vỉ này, bạn ấy tu luôn. Bây giờ bạn ấy 50 cân, bạn to hơn mẹ rồi, bạn 50 mấy cân. To hơn mẹ luôn. Mà học có lớp 4 chị ạ. Thế nên là uống cái này ăn ngon ngủ ngon ạ, nhất là những bé làm một lười ăn, các chị lên cho con uống cái tổ yến này cho em nhá. 99 đồng mua 1 tặng 3. Đó, mọi người lên hôm cho em mã tổ yến ạ, phi la tốc tổ yến cho em nhá. Rồi, cái riêng cái mã này thì em khuyên các chị lên mua về biếu ông biếu nội biếu ngoại. Các chị cứ làm cho em vài chục hộp này. Vài chục hộp này như bé nhà em ý. Bé nhà em hay là em cũng thế, em cứ livestream xong em mệt cái là em làm cho một phỉ này. Một phỉ này này uống cho nó ngon, mệt mỏi uống cho em nhá. Ngon lắm mọi người ạ. Phi la tốt ạ, 99.000 đồng là đây. Một phỉ của nó bằng này ống ạ. Đấy, một hộp của nó bằng này ống ạ, 20 ống ạ. Nhá thì là các chị ạ, nó là hàng của công ty, giá bán của nó hơn 200.000 hộp cơ. Giá bán của nó 299.000 đồng một hộp. Nhưng ở đây em bán 99.000 đồng tổ nộp ạ. Thôi, hôm nay là gì ạ? Gọi là lấy chỗ và tình cảm của mọi người. Hàng đang là còn nhiều chị mà không đôi được vốn ra. Thì thôi hôm nay là gì ạ? Thật sự là em kêu thì em cũng chẳng được cái gì. Nên em chấp nhận cắt máu của em ra đấy. Hàng nó còn nhiều tiền tồn đọng nhiều quá không xoay được. Tức là hàng nó bị chậm. Nó chậm thì em không rút được vốn ra. Mà em không rút được vốn ra là tiền em ở đấy. Cho nên em buộc lòng em cho mọi người. Thì mọi người có ủng hộ em thì ủng hộ nhá. À, phi la tốc cho chị Đỗ Hiền, phi la tốc cho chị Duy, phi la tốc tổ yến này cho chị Ngân Hoàng ạ, cho chị Duy Tiểu ạ, cho chị Trần Lê ạ, cho chị Ánh Hồng ạ, cho chị gì đây, chị ơi 99.000 đồng. Nhưng các chị được tận 4 hộp cơ. Cái này bình thường là một hộp này chúng ta đã phải mua là 270 cơ. Nó là tổ yến ạ, nhung hiêu. Thành phần chính là sữa non tổ yến nhung hiêu rất tốt đấy. Rồi qua mã luôn ạ. Nồi kho cá đi em Diệp ơi, ở đây kho cá đấy. Kho cá kèm xuống đây của Nhật luôn ạ. Kho cá của Nhật. Em có mỗi 5 cái thôi nhá. Kho cá của Nhật, Funica của Nhật. 600.000 đồng cái nồi kho cá. To cực kỳ, comment kho cá cho em. Nồi kho cá Funica công nghệ của Nhật. Thì bây giờ em có 5 cái, em cho 5 chị. Được chưa? Đây, các chị ơi, kho cá hoặc chúng ta muốn nấu cháo chậm thì cho vào đây nhá. Nồi này nồi kho cá. Và chúng ta không kho cá thì chúng ta có thể nấu cháo đều được. Đấy chưa? Nồi bên trong bằng gốm luôn. Bằng gốm luôn nhá. Xịn lắm, bằng gốm luôn. Tức là bên trong nó bằng gốm ấy ạ. Còn đây là kho cá, nồi kho cá và kèm đeo xuống thôi. Em nhận đơn nồi này to của nó là 2,5 lít. 2,5 lít ạ, 600.000 đồng. Em có 5 cái em tặng các chị kho cá, được chưa? Lên đơn cho em là kho cá và kèm theo xuống thôi. Nhận đơn cho 5 chị với giá tiền 600. Hôm em giảm giá cho các chị 300.000 đồng. Hả, cái gì bao nhiêu nhỉ? Quên nhầm. Hả? Thôi, kho cá 219.000 đồng cho em. Nhanh nhá, chị Thu Hà ơi, tổ yến ngon lắm chị ạ. Tổ yến thành phần chính là tổ yến và nhung hiêu, sữa non. Đó, cho nên là cực kỳ tốt như bé nhà em hay em cũng thế. Nên đơn kho cá 2,5 lít luôn. Không phải nồi nhỏ đâu nhá, cái này nó không nồi nhỏ đấy ạ. Cái nồi nhỏ bé tí thì em không bán đâu, cái nồi to 2,5 lít ạ. Em tặng mọi người 219.000 tức là em giảm giá 400.000 đồng, 380.000 đồng. Được chưa? Em giảm giá, nồi gốm luôn chị ơi, bên trong nằm gốm luôn ạ. Đấy cái chị này, bên trong mà 219, trời ơi. Em làm sao bây giờ được ạ, có 5 cái ạ. Các bạn cả nhà mình cố gắng ngồi ở cái like này để ủng hộ em vali đi con ơi. Các chị coi mê dạ, xả lỗ vali, em còn shop kho 11 cặp. Em còn shop kho cá kèm theo dọn thoại 219.000 đồng.
xả lỗ vali bỏ cái chân em, xả lỗ vali và kèm theo số điện thoại chuẩn bị tinh thần này. Các anh chị mình ơi, bấm cho em một nút chia sẻ này. Bây giờ em xả lỗ vali, em còn 11 cặp nữa. Em còn 11 cái. Được chưa? Em tặng 0 đồng đi. Được chưa? Em tặng 0 đồng luôn vali. Được chưa? À, cả nhà mình phi la tốt, chị Cúc Nguyễn là ngon lắm. Chị Cúc Nguyễn ơi, chị làm đấy vài chục hộp vào. Tại vì cách bắc mà tầm tuổi 70, 60, 80 tuổi uống phi la tốt tốt lắm chị ơi. Tăng cường hệ miễn dịch tốt cho sức khỏe đấy ạ. Rồi cái kho cá này sẽ biếu luôn cả nhà mình 600.000 đồng. Nhưng 2 lít rưỡi hôm nay tặng cả nhà mình. Bây giờ chúng ta vào chương trình vali luôn. Vali em còn tồn 11 cái. 11 cái vali này sẽ tặng cho 11 chị 0 đồng. Được chưa? Rồi, bây giờ các chị ơi, tụt hết cả quần rồi vì lý do là gì ạ? Tiết tiền. Cả nhà mình lên ơn cho em đã gì ạ? Em ơi, kho cá cho chị 2 cái luôn ạ. Chị ơi, kho cá em chỉ còn có 5 cái thôi. Nồi 2 lít rưỡi nha mọi người ơi. 2 lít rưỡi chúng ta kho hoặc là hầm hoặc là nấu cháo đều được ạ. Cả nhà mình ơi, vào để chúng ta nhận quà vali cho em. Đây, bây giờ là vali như thế này. Vali em có 11 cái vali tặng 0 đồng cho cả nhà mình như đã hứa. Đấy chứ ạ, như đã hứa. Đây, cả nhà mình ơi, cả nhà mình đăng ký hộ em mã này đấy. Xả lỗ vali. Xả lỗ vali. Được chưa? Xả lỗ vali như đã hứa tặng luôn. Tặng luôn ạ. À. Tặng luôn cho thẳng luôn. Được chưa? Xả lỗ vali này. Bây giờ như này em phải chơi lớn. Không có chị để bảo ôi giời con này nó nói mồm thôi, nó có chốt đâu. Em chốt cho có 11 chị được thôi. Và bây giờ chúng ta đi du lịch hoặc là chúng ta về quê hoặc đâu chúng ta được đem cái vali này. Đi tất cả các nước châu Âu, xách cái vali để cho em đi. Được chưa? Cả nhà mình comment cho em mã gì ạ? Xả lỗ vali. Làm ơn giúp em ạ. Cho em xin 5 lần chia sẻ với ai. Con đã bỏ này ra nồi kho cá hết nha. Nồi kho cá là hết nha. Xả lỗ vali. Được chưa? Đây con bỏ cái nồi này ra. Xả lỗ vali. Em có màu xanh. Em có màu sáng. Màu sáng. Và em có màu đồng. Màu đồng. Được chưa? Màu đồng. Được chưa? Em có màu xanh, màu xám, màu đồng. Các chị thích màu nào? Em cho các chị chọn. Có 11 cái. Màu xanh. Đây màu xanh nè. Màu xám. Được chưa? Màu đồng. Hai màu này em cho vào là màu đồng luôn. Hai màu này là lá như nhau. Hai màu này nó là lá như nhau. Em cho vào là một luôn. Được chưa? Lên đơn. Xả lỗ vali. Em không cho mới là lạ luôn ạ. À. Em không cho thì các chị sẽ nói luôn. Nhưng ở đây em cho thật lòng cả nhà mình 1.500.000 đồng. Ngày hôm nay kỷ niệm cả nhà mình này. Được chưa? 499.000 đồng. Nhanh tay cho 11 chị comment cả màu lên. Và là màu thì các chị tự chọn sau. Không cần comment màu ở đây. Màu các chị báo nhân viên 499.000 đồng. Được chưa? Nỗ cả 1 triệu luôn. Được chưa? 1.500.000 mà bây giờ bán 499. Em tặng luôn một cái 0 đồng. Được chưa? Em tặng thêm một cái 0 đồng nữa. Được chưa? Lên cho em ạ, xả lỗ vali 499.000 đồng. Em chỉ có 11 cái thôi nha. Em chỉ có 11 cái thôi nghe rõ này. Nhưng nó có màu xanh, màu đồng và màu sáng. Mình thích màu nào thì bảo nhân viên cho em. Em tặng luôn một cái 0 đồng này. Đừng bảo em không dám tặng này. Vì em còn có 11 bộ thôi. Nếu em có 1.000 bộ thì em không bán giá này đâu. 1.500.000. Hôm nay bán 499k. Tặng một cái 0 đồng. Rồi em chúc mừng chị gì đây? Để lại số điện thoại giúp em. Để lại số điện thoại giúp em. Đọc tên thì mới có đơn. Chưa được đọc tên là không có đơn vali đâu nhá. Chúng ta đi du lịch này, đi chơi này. Về mùa này chúng ta đang đi du lịch rất là nhiều. Chính vì thế là các chị lên sắm quả vali này. 499 là còn được tặng một cái nữa. Đúng chưa? Cả nhà mình có là xả lỗ vali 499 cách số điện thoại vào. Để em nhận đơn. Được chưa? Khách nào chưa có số điện thoại vui lòng comment số điện thoại vào. Màu xanh vali này cực kìa. Màu đấy là màu đồng ạ. Màu xám ạ. Đây để em đọc tên cho những người có số điện thoại này. Những người chúc mừng chị Nguyễn Hoan một cái vali. Được chưa? 499.000 đồng. Em chúc mừng chị Thu Hà một cái số điện thoại này. Em đọc tên ai người có đấy nhá, không phải là cứ chào lao thiên địa đâu. Mai để chửi bố em lên chơi đâu. Thật sự nên các chị phải hiểu rằng em có 11 cái thôi. Mà bây giờ chúng ta lên cả mấy trăm người như này. Em nựa tên anh, chia sẻ em gặp tên này. Chị bà Bích này tặng chị một cái 0 đồng. Là gì ạ? Là mua một cái 499 được giảm giá 1 triệu. Và tặng một cái 0 đồng luôn. Rồi, cho chị gì đây? Chị Sang Vũ comment sai rồi. Các bác lên đơn là gì ạ? Xả lỗ vali ạ. 499 ạ.
cách số điện thoại là em nhận đơn cả nhà mình, nhớ chưa? 499K này, cái có cả cái tay cầm ở đây nữa này. Đó, cộng với em được tặng thêm một cái nữa. Được tặng thêm một cái nữa, ô là rồi. Ô là rồi, ôi là rồi. Các ơi, em đã bảo rồi, không ai bán rẻ như em, nhớ chưa? Và chỉ có em phục vụ các chị giá rẻ như này, 499.000 đồng còn tặng thêm một cái nữa. Rồi qua má luôn nhé, 11 chị được thôi ạ. Ngọc Thoa một cái ạ, Thu Hằng một cái ạ, Ngọc Ánh một cái, hết hàng. Rồi ok chưa? Hết luôn. 11 chị được chốt đơn. Tiếp tục em cho các chị một cái mã này nữa mọi người ơi. Bán lên đâu là em cho các chị đến đến đấy rồi. Nha, chơi xanh chín rồi các chị ơi. Lên đơn cho bạn hạt nêm về chưa em ơi? Biếu hạt nêm cho em. Hạt nêm cờ no. Ngọc chạy vào nhà mình ăn hạt nêm này. Em còn ăn hạt nêm lại đấy thôi. Các chị ơi, biếu hạt nêm. Chơi biếu cái hạt nêm này 1 cân cờ no nhé. Đây gặp Ngọc cầm hạt nêm nhà mình đang ăn đây chưa? Cái hạt nêm này 1 túi em bán 160. Loại này loại đặc biệt. Nó không giống như cái loại kia đâu. Loại đặc biệt. Ngon kinh khủng. Nhà em toàn ăn cái này thôi. 160. Hôm nay em giảm giá cho chị 30.000 đồng. Là 129.000 đồng. Comment là gì ạ? Biếu hạt nêm. Biếu hạt nêm cờ lo. Biếu hạt nêm 129.000 đồng. Em cho thêm 2 cân không đồng nữa. Tất cả hôm nay ai đăng ký được tặng 2 cân không đồng nữa nhá. Lên đơn cho em mà hạt nêm và kèm theo số điện thoại. 129.000 đồng một ký ạ. Em tặng 2 ký trong cái ấy con, trong cái sô ở chỗ ké cái thùng ấy. Lên đơn cho em mã này và biếu hạt nêm 129.000 đồng. Tặng thêm 2 cân nữa nhanh lên cháu. Xong rồi hạt nêm mình bán bỏ hay chưa? Em tặng cho chị này. Chị ơi, em bán 160 một cân mà bây giờ em bán 129. Đây nhà em đang ăn đây ạ. Nhà em cho các chị xem luôn ạ. Em đã bảo rồi, những chị nào thông minh thì bán hạt nêm này. Nó ngon và nó nguyên chất. Nó ngọt từ nước xương hồng đây nhà em đây ạ. Em ăn em đổ vào cái hộp cống nó còn dư bằng này. Đó, 129 đồng em biếu 2 cân nữa. Là khi chúng ta nhận hàng là 3 cân mà 129. Nghe chưa? Chị lấy 10 cân ạ. Hạt nêm ạ. Các chị lấy 10 cân đi. 10 cân là một thùng thì của nó là 1,5 triệu. Nếu hôm nay chị nào đặt 10 cân ý, một thùng ý, em để cho 430 miễn ship. Nghe chưa? Đây ạ, như của nhà em đang ăn đây ạ. Nó thơm lắm chị ạ, nó thơm và nó ngọt tự nhiên, ngọt từ nước cốt xương hầm. Chứ không phải các chị mua cái loại hạt nêm rẻ hơn ý, là nó là không phải là ấy đâu, nó không nguyên chất. Hạt nêm này là hạt nêm nguyên chất, nó ngọt từ nước xương hầm. Đó, như của em đang ăn, em tặng cho mọi người là 129 một ký ạ, đây là một ký chuẩn nha. Cộng với được thêm 2 ký nữa. Chị nào lấy cả thùng 10 cân em giảm giá 430 miễn cước toàn đơn cho em. Đấy chưa? Nhá mọi người lên đơn ạ. Hạt nêm ngon lắm chị ơi, mình phải ăn loại này. Chứ bây giờ gì ạ? Muốn sống khỏe sống lâu phải ăn loại này. Sống khỏe sống lâu ăn loại này chứ đừng ăn cái loại kia. Loại kia là các chị nguy hiểm ung thư đấy. Đấy chưa? Mã là hạt nêm. Em thì em đổ vào cái túi cái hộp gia vị rồi, nó còn thừa em để ra đây. Đó. Có nghĩa là nhà em thì quanh năm ngày tháng nhìn đời chỉ chọn đúng hạt nêm này thôi. Nó là hạt nêm nguyên chất luôn ạ. Rồi Thu Hà hạt nêm này tặng chị 2 cân này. Rồi Ánh Hồng tặng chị 2 cân ạ. Thúy Kiều tặng 2 cân ạ. Rồi chúng ta đăng ký hộ em ạ, hạt nêm ạ. Một thùng của nó là 1,5 triệu, 10 ký ạ. Bây giờ em để cho mọi người 430 một thùng ạ. Miễn cước ạ, mua cả thùng đi. Các chị đăng ký cả thùng đi. À, chị ơi vali may sale mua 1 tặng 1 ạ. Vali 1,5 triệu bây giờ bán 499.000 đồng một cái, tặng một cái không đồng. Đó, vali đằng sau em này, đấy có 11 cái ạ. Rồi, chúng ta có đăng ký em hạt nêm 1 thùng hạt nêm. Ai lấy 1 thùng thì comment 1 thùng. 1 thùng có là 1,5 triệu và bây giờ sale 430 một thùng 10 cân và miễn ship. Lên lấy cả thùng đi. Cả thùng được miễn cước toàn đơn. Nhá các chị nhá, lấy cả thùng vì đằng nào mình cũng ăn. Hoặc là mình về mình chia nhau, đếp của nó rất là dài để dần ở đấy. Để cất ở đấy. Đếp của nó rất là dài. Đấy chứ ạ, lên đơn hạt lên. Cất cái này đi, có mai thì tao mà nấu đồ ăn mà không có mày chết thì tao đang làm sườn quay chua ngọt. Sườn quay chua ngọt con nhím đang làm mẹ mẹ. Nào tí nữa mẹ làm sườn quay chua ngọt cho con ăn. Thích ngắm chị ơi con nhà em ý. Thì thoảng em bận ý chị, con em thì cứ thích ăn món nọ món kia. Mẹ thì vội, không làm được và nhất định hôm nay phải làm một món sườn quay chua ngọt cho nó. Thích lắm. Rồi, hạt lên nhá. Chúc mừng chị nào lấy một thùng thì được 10 cân và miễn ship hơn 430. Rồi ạ, em ơi sữa tắm về chưa chị? Từ từ em biếu vào nhà mình cái mã này. Lên đơn ạ, Diệp ơi lên sữa đi em ơi. Đây đây, bây giờ như này. Trải nghiệm nhá, cho các chị thử nhá. Đây các chị lên đơn cho em là gì ạ? Cho mỗi chị một chai sữa tắm 100 mấy. Nước hoa đâu, sữa tắm nước hoa đâu? Có về rồi. Sữa tắm nước hoa ấy. Đây. Có bao đâu? Các chị ơi comment sữa tắm nước hoa. Em chỉ cho thôi 190.000 đồng. Nhưng các chị ơi, sữa tắm nước hoa kèm số điện thoại em nhận đơn. Sữa tắm nước hoa kèm số điện thoại em tặng cho 5 suất quà ngày hôm nay. Sữa tắm nước hoa khổ ghê. Sữa tắm nước hoa mọi người ạ, hạt nêm ngon lắm em ơi ạ. Chị Trần Loan ơi ngon lắm chị ạ. Bác lấy cả thùng đi. Bác lấy cả thùng bao được miễn ship nhá. À, các bác lên đơn ạ. Ok Thu Hà lấy cả thùng ạ. Sữa tắm nước hoa bao nhiêu tiền Ngọc ơi? 180 đi. Hôm nay tặng cả nhà mình 79.000 đồng đi. Vậy em biểu 2 chai luôn. Được chưa? Em cho 5 chị nhá, em cho 6 chị nhá. Sữa tắm nước hoa 79.000 đồng em cho 2 chai.
Được chưa? 7-9 em cho hai chai. Ôi dồi ôi, các chị ơi, em chỉ có 5 người được thôi, 6 người được thôi ạ. Sữa tắm nước hoa và kèm theo sữa loại. Em nhận đơn cho 6 chị đọc tên này. Rồi, đây các chị ơi, em đọc tên các chị yên chí chưa? Các chị yên tâm chưa? Được chưa? Không được đọc tên là quay ra mai chửi luôn em là xạo luôn. Cho nên em đọc tên luôn nhá. Mọi người nhá, mọi người chú ý để nghe tên của mình này. Chú ý để nghe tên mình được này, được chưa? Nếu như mình không được nghe tên thì mình chỉ có dự bị thôi. Được chưa? Nếu như chưa được kêu tên mình là dự bị. Được chưa? Mà đọc tên là được chốt rồi. Nhá mọi người nhá. Thế nên là mọi người ơi, mình phải nghe, nắm tay nghe cho em ạ. À. Các bác lên đơn cho em ạ, dạ, sữa tắm nước hoa và lên dọn loại 79.000 đồng. Tặng thêm một chai nữa. Cái này thì em phải nói là không phải là lỗ mà là quá lỗ luôn. Cái này không phải là lỗ mà thật sự sấp mặt luôn. Đó, không phải là lỗ nữa mà là sấp mặt rồi các chị ạ. Thôi thì chúng ta hoan hỉ cho em. Trường hợp mà 6 chị được ở đây thì vui lòng cảm ơn shop nha. Khi em đọc tên là cảm ơn shop luôn nha. Xin chúc mừng bác Thu Hà. Đấy chưa? Được 2 chai luôn. Tặng cho chị với giá 79.000 đồng. Đó, em tặng cả nhà mình 79.000 đồng. Sữa tắm nước hoa em chúc mừng chị Hương Hà. Số điện thoại 2400. Sữa tắm nước hoa cho chị Thúy Kiều. Số điện thoại 05667 ạ. Chị Thu Hà vừa đọc rồi ạ. Đó là 79.000 đồng. Hai, bây giờ các chị biết là nếu như bám giá này thì ai chả muốn đúng không chị? Ai chả muốn. Nhưng vấn đề cái mong muốn của các chị mà em không có nhiều, thế là cũng quay ra bị nói là xạo luôn. Đó, cái làm cho em phải nói rõ cho các chị nhá. Là sữa tắm nước hoa cho chị Thanh Trang. Ok, cho chị Thùy Vân 5662. Cho chị Mai Đỗ hết nhá. Rồi, ok, tiếp này. Em ơi, xay cua còn không ạ? À? Các chị đăng ký hộ em xay thịt, xay cua 450. Còn 5 cái hay 6? 7 cái à? Còn 7 cái xay cua. Em còn 7 cái ạ, à, mà bán 500.000 đồng. Coi này, xay thịt, xay cua, xay hạt, xay các loại hạt, xay các loại cua, thịt, gà, tôm, cua, ốc, ếch, xay hết cho em. Được chưa? Thịt gà, thịt tôm, thịt cua, ốc, ếch, đá, bào, xay hết cho em. Các chị đăng ký em mùa này rất là cần, bởi vì chúng ta ăn cua canh, canh cua nhiều. Rất là cần cái này mà chúng ta ra chợ xay nó mất vệ sinh dã man. Em thề luôn rằng em không bao giờ em dám xay ở chợ. Nó bẩn, nó toàn ruồi nhặn nó bâu vào miếng thịt mà mình chẳng có chịu rửa đi gì cả. Thế là bỏ lên xay về là ăn vào bụng luôn. Về xay cho em trong vòng 1 giây, Ngọc chạy vào cầm máy xay nhà mình đây. Em ơi, tặng sữa Ensure đi em ơi ạ. À. Rồi, tí nữa em sẽ có quà sữa Ensure không đồng cho mọi người. Xay thịt, xay cua, xay đá, xay gà, côm cua hết cho em. Em còn 7 cái, em tặng 7 chị 450. 490, lấy 450 ạ. À. Ngọc chạy vào cầm máy xay của nhà mình đây. Tí nữa em phải xay cho con nhà em làm mập. Với lại đang đòi mẹ mẹ là mẹ làm sườn chua ngọt cho con, với lại làm mọc cho con ăn. Thích ăn ăn mọc chiên ý chị. Thích ăn mọc chiên. Đây em tặng cái này về các chị xay cho con mình ăn. 129.000 đồng, được chưa? Con này xay thịt 129 cho em. Được chưa? 129 luôn. 129 luôn cho nó rực rỡ luôn cả nhà mình ơi, 129 nhá. 120 đây, Ngọc ơi cầm cho con. 129 các chị nhìn này. Các chị nhìn này, cái lưỡi đây, đây là cái máy cũ của em đây. Hơi cũ tí thôi. Nhưng các chị biết là dùng 3-4 năm nay rồi đấy ạ. À. 3-4 năm nay rồi ạ. À. Được chưa? 129 luôn. Được chưa? Xay thịt 129 ạ. À. Đó. Mọi người nhìn cái lưỡi của nó đây ạ. À. Đấy, còn ướt nguyên này. Các chị nhìn thấy con ướt em vừa rửa này. Đó, em tặng mọi người 129 cho em. Các bác mình lên đơn ạ. À. Cực kỳ nhanh, xay cái này chỉ 1 giây thôi. 1 giây thôi là các chị có một cái món ăn của mình. Rồi, nhá. Lên đơn cho bạn xay thịt cùng số điện thoại. Nhận đơn cho cả nhà mình 129.000 đồng nhá mọi người nhá. 129 luôn. Được chưa? Ai chưa có cái xay này thì chúng ta đăng ký hộ em. Đây là khối mới, đây là khối cũ rồi nhá mọi người nhá. Được chưa? Rồi, em ơi, già giảm cân bằng cách nào thế em ạ? À, em ạ, à, hỏi thăm giảm cân ạ. À. Có cần em bí quyết giảm cân không? Có tin được nổi mà cứ một ngày mà em xuống 5 lạng không? Ôi giời ơi, các chị ơi, em biết bật bí quyết cho mọi người. Ăn no luôn mà vẫn giảm cân được với đàn ạ. Cả nhà mình ạ, à, em xuống cân kinh khủng luôn. Rồi ạ, à, 129.000 đồng. Cái này của em dùng 4 năm nay, 3-4 năm nay rồi. Đó, em nhớ không nhầm phải tầm là 4 năm, hơn 3 năm rồi. Còn cái mới của các bác đây nhá. Cối to, cối này bằng lớp. Nó rơi, nó không bị đổ, không bị bể đâu ạ. Rồi, các bác lên đơn xay thịt, lên số điện thoại 129. Em nhận đơn mọi người. Rồi, em ơi, tẩy bồn cầu về chưa? Tẩy bồn cầu á? Tẩy bồn cầu Ngọc xem còn nọ nào nữa cho cô. Nhá, lên đơn cho bạn xay thịt cùng số điện thoại 129 ạ. Tẩy bồn cầu sinh học các chị ơi. Tẩy bồn cầu sinh học. Em bán 125. Hôm nay em muốn cho các chị 110.000 đồng. Và cho thêm 3 chai nữa con nhá. Thôi 89.000 đồng đi. 90.000 đồng đi. 90.000 đồng mua 1 tặng 2. Đây là
tẩy bồn cầu sinh ngọc, tinh dầu quế rất là thơm và không có mùi. Các chị mình ạ, xay thịt cho chị Hiền Bùi, xay thịt cho chị Nguyễn Thủy, xay thịt cho chị Hương Nhài, xay thịt cho chị Ngọc Nguyễn hết nha. Hết xay thịt 7 cái đúng không? 7 cái đủ chưa? À còn một cái nữa ạ. Rồi cho chị Phúc Anh một cái xay thịt nhá. Rồi ạ, cả nhà mình comment ạ, cho em ạ, xay thịt, xay cua, xay tôm, xay gà, xay cái gì cũng được ạ. Lên đơn cho em mã này mã gì ạ? Tẩy bồn cầu sinh ngọc, bọn này không phải là bọn thường nhá, của tập đoàn này, các chị nhìn thấy chưa? Của tập đoàn Bali Ogo, được chưa? Em tặng mọi người 89.000 đồng ba chai. Tẩy bồn cầu sinh ngọc 89.000 đồng ba chai giúp em. Các anh chị mình ơi, các anh chị mình nghe cho em ạ, tẩy bồn cầu sinh ngọc 89.000 đồng ba chai luôn, được chưa? Em ơi, tẩy bồn cầu ạ, chị ạ, chị Hồng Ánh ơi, chị Đinh Hồng Ánh ơi, chị cứ lấy 6 chai hoặc chục chai đi. Tại vì bình thường chị mua 100 mấy một chai cơ, mà bây giờ em bán có 90.000 đồng ba chai. Mà cái này nó quế, mùi quế rất là tốt cho sức khỏe, nó không bị gây độc hại cho sức khỏe ấy chị. Đó, thế là khách của em còn mua cả thùng thôi chị ạ. Khách của em còn mua cả thùng ý. Đó, thế nên là vì chúng ta mua để đấy rồi chúng ta tẩy nhà vệ sinh dọn dẹp với chị 3 chai, 100 mấy một chai của em. Chị Hà Thu em cảm ơn chị nhiều. Rồi em cảm ơn chị Nguyễn Thủy nhá. Cảm ơn chị Kim Sinh, cảm ơn chị nhiều ạ. Chị Ánh Hồng cảm ơn chị yêu, xay thịt ok. Hiền Bùi xay thịt là chị em cảm ơn chị. Lên đơn giúp em mã là gì ạ? Tẩy bồn cầu quế của sinh ngọc. Nó là dòng sinh ngọc. Các chị phải hiểu là sinh ngọc là gì ạ? Sinh ngọc có nghĩa là nó không gây độc tố khi mà mình hít phải cái mùi của nó. Đấy chưa? Nó là sinh ngọc organic ạ, nó an toàn cho sức khỏe ấy, mọi người nhá. Chị Mưa Rơi cảm ơn bác ạ, cảm ơn chị Kim Sinh ạ, cảm ơn chị Hiền Bùi ạ. Em cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả mọi người. Đây em cho quà mọi người cái mã này nhá. Em cho quà các chị comment là quà kèm số điện thoại. Thật ra là cái này của em thì cái này là quà nhá. Nó là gì ạ? Quà kem chống nắng của em. Ngọc ơi Ngọc, cho cô cái chậu nước cô rửa cái tay đi, cô xịt kem chống nắng chị ạ. Thôi bây giờ các chị như này, để chúng ta chống lão hóa da thì bắt buộc phải dùng kem chống nắng này. Nguyên nhân chính chúng ta bị lão hóa da là do chúng ta không bôi kem chống nắng. Em nói thật lòng, em cực kỳ chăm sóc da, em không phải bôi kem nọ đắt tiền đâu, mà em cứ một ngày em dùng 2 lần kem chống nắng, 2 hoặc 3 lần, tùy thường là 1-2 lần là được rồi. Thì bây giờ các chị ơi, em tặng kem chống nắng cho mọi người có 250 một lọ. Em phải rửa tay đây, em rất là bẩn, em phải rửa xong em mới dám bôi kem chống nắng lên mặt, bởi vì em bôi rồi đấy, nhưng mà em bôi lại một lớp nữa đấy, mà cứ vất đi đâu xong rồi nào đấy để dọn cái đấy mà. Rồi bây giờ các chị ơi, kem chống nắng này em sẽ cho có 250 rồi. Các chị nhìn này, bọn này dùng cực kỳ là lên tâm luôn mọi người. Nhìn này, nhìn tay em nhá, nhìn tay và so sánh này, bắt đầu nhìn kỹ này. Em sẽ cho, yên tâm là em cho mọi người mặc trong vòng có mấy giây thôi nó đã thẩm thấu vào da luôn. Có những người bôi nó không thẩm thấu vào da của mình, nó cứ tật ra, nhưng bôi cái này là thẩm thấu vào da luôn, được chưa? Thẩm thấu vào là không bị dính, không bị bít, được chưa? Không bị dính. Các chị bôi tất cả mặt cả người cho em đây. Mặt em thì bôi rồi, nhưng mà đây các bác comment là kem chống nắng cho em đây, sáng không? Từ cổ tay đến chỗ này khác hẳn đúng không? Khác hẳn đúng không chị? Khác hẳn luôn. Và em đi, kể cả em đi chơi đi dự nhật, nhiều người bảo Diệp ơi sao trắng thế, nhưng thực tế là em bôi kem chống nắng thôi. Và kem chống nắng này, lọ này của em có 250, em tặng cả nhà mình 69.000 đồng luôn, được chưa? Ngọc ơi có không? Có đủ không? 69.000 đồng 2, lấy chỗ đi lại nhá, 69.000 đồng 2. Comment là gì ạ? Diệp tặng kem chống nắng, quà kem chống nắng cho em, quà kem chống nắng đúng rồi, quà. Comment là quà, quà kem chống nắng 69.000 đồng 2. Chị ơi, các chị lấy 4 tip thì comment 4, bởi vì chúng ta dùng cả nam và nữ nhá. Kem chống nắng này các chị nhìn này, em thích nhất quả này, nó không bị bết bết. Có những người mà bôi phát nó cứ dính nhờn nhờn ấy chị, xong rồi mặt mình nhễ nhuộm. Cái này không, không. Và nó thẩm thấu ra ngay trong vòng 1 giây đầu tiên. Đấy chưa này, đấy chưa? Các chị có thể nhìn tay từ cổ, từ đây đen là trắng đúng không? Dưới đây đen đúng không? Đấy, mọi người so sánh hai tay của em là biết này. Nó mịn còn không nhìn thấy vân tay luôn, không nhìn thấy lỗ chân lông luôn. Đó mọi người ơi, như này, không nhìn thấy lỗ chân lông luôn rồi, đẹp không? Đấy chưa? 69.000 đồng. Đây là nói chỗ đi này nhá, 450, 500.000 đồng 2. Hôm nay bán 69.000 2. Lên đơn kem chống nắng, kem xịt chống nắng cho em 69.000 đồng cho 2. Cả nhà mình comment là kem xịt chống nắng và lên số điện thoại là em nhận đơn cho mọi người, được chưa? Để cho chị một cái nồi chiên 10 lít á. Còn ông Ngọc, lên cho em đã là gì ạ? Quà kem chống nắng và kèm theo số điện thoại. Hoặc là đăng ký luôn kem xịt chống nắng cho em 69.000 đồng. Em tặng các chị 2. Rồi, cảm ơn mọi người. Ủi, bà Mai, chị Mai Thanh, chị Mai Thanh chúc mừng chị được tặng nhá, 4 lọ à, chị lấy 4 à. Rồi Mai Thanh lấy 4 lọ, chị Kiều Trinh ok cho chị 2 luôn ạ. Quà kem chống nắng, các bạn kem chống nắng cho em tặng mọi người 69.000 đồng. Hôm nay chúng ta được 2, cả nhà mình lên đơn. Rồi tiếp tục em kỷ niệm cả nhà mình cái mã này nữa mọi người ơi. Mọi người ơi, kem chống nắng cho chị Thu Hà. Rồi tiếp em cảm ơn, các bác lên đơn cho em ạ.
rồi, rồi. Kem chống nắng cho chị Thanh Thảo này. Được, các chị comment là gì ạ? Kem chống nắng cho em, kem xịt chống nắng. Tiếp đến em cho các chị ạ. Đây. Các chị ơi, các chị có biết là đợt này em giảm cân kinh khủng như thế nào không mọi người ơi? Sau một cái Tết em cũng lên cân chị ạ. Nhưng bây giờ em xuống một cách xuống dốc không phanh. Em đang uống cái mã này. Rất là nhiều chị cứ ngày nào em cũng pha cho cô cũng được không? Đây các bạn, ngày nào em cũng pha cái này em uống. Em uống một ngày 2 ly 3 ly. Và cái gói này của em, cái hộp này nó không đắt tiền mấy đâu chị, có hơn 100 nghìn một hộp. Có 178 một hộp kem chống nắng. Okay. Cái này nó đã uống, uống cái này uống giảm cân mà nó kể cả trẻ con uống được, người lớn uống được. Nó là bột cần tây rong nho. Nó còn là đào thải chức men gan. Tức là cái gan của mình một ngày làm việc quá vất vả, rất là nguy hiểm. Thì các chị lên uống bột cần tây này cho em. Không những làm giảm cân mà nó còn giúp các chị đào thải độc tố gan. Đấy chưa? Đào thải trong cơ thể của mình. Đó nhá. Thì là đây là bột cần tây rong nho, cả trẻ con uống được, người lớn uống được ạ. Trẻ con, người lớn, bà bầu đều uống được. Nó chỉ là đào thải độc tố gan thôi, cộng với lại đốt cháy những cái mỡ thừa, mỡ dư của mình ý chị. Đó nhá. Cho nên là em việc xuống cân nhiều quá mọi người ạ. Lên đơn cho em đây, uống lên như này. Các chị pha thêm 500 nước đi. Nhớ chưa? Uống thay nước cho em nhá. Đó, các chị có thể thích cho đá vặn được, mà không cho đá thì uống nước ấm ấm tùy tùy theo sở thích của mọi người. Thì cái bột cần tây này thì làm 175 gói. 175 gói. Một hộp này 15 gói. Các bác ơi, các chị muốn nhận này, bột cần tây giống nho comment là cần tây. Eo thon gọn dáng và đẹp da. Mọi người nhá, eo thon gọn dáng các chị uống cho em. Nó vừa thơm vừa dễ uống ạ. Eo thon này, gọn dáng này, đẹp da. Các chị phải biết à, chị Hạnh Phạm ơi, chị lấy một thùng hạt nêm lên được 430 miễn ship chị nhé. À, ngon lắm chị ạ, hạt nêm đấy là nguyên chất chị ạ. Bột cần tây này là bán 170 một hộp, 15 gói. Hôm nay tặng các chị 150.000 đồng. 5 hộp. 139.000 đồng, 5 hộp cho em. Comment là tặng cần tây hoặc là comment cần tây đi ạ. Nhưng riêng cần tây thì chúng ta nên đăng ký 20 hộp. 100 ạ, tùy các chị mua 20 hộp hoặc 15 hộp hoặc là 10 hộp tùy. Bột cần tây rong nho của tập đoàn Bali nó xuất đi Nhật Bản rồi. Các chị ơi, 100 ạ, 39.000 đồng, em cho 5 hộp luôn, mỗi hộp 15 gói. Vậy là 5 hộp, 50 gói này, 552 năm, 75 gói có 129.000 đồng, 75 gói. 75 gói lại mỗi hộp 15 gói. Đấy chưa? 139.000 đồng. Các chị có thể nhìn cái bụng của em này. Quần của em tụt hết ra luôn. Em đã bảo quần của em, em chắc em phải thay quần thôi. Tại vì sao? Trước kia nó to kinh khủng mà bây giờ nó, em phải, các chị ơi, nó tụt hết cả ra. Ôi mọi người ơi, bụng nó nhỏ giọt đi các chị ơi. Em tặng mọi người ngày hôm nay là 100 bạn uống cái này cực kỳ hiệu quả luôn và da đẹp luôn. Cái này không những là giảm cân mà nó còn cho các chị làm da đẹp luôn. Được chưa? Ổn định nội tiết tố mọi người nhá. Ổn định nội tiết tố. Các chị comment là gì ạ? Cần tây. Cần tây và lên số điện thoại. Em nhận đơn. Các bác cứ đăng ký tầm khoảng 15-20 hộp. Về cho pha cho cả con uống ạ. Ví dụ những ai mà chúng ta cần mà nó đào thải trong cơ thể thì uống. Còn ai không cần thì thôi. Rất là mát. Được chưa? Mát gan nó không có mụn. Comment là cần tây và lên số điện thoại là em nhận đơn 139.000 đồng. Tiếp đến em cho các chị một cái mã nữa. Là mã này cho em là mã gì ạ? Các chị lên đơn ạ, bình giữ nhiệt về chưa em? Cái bình giữ nhiệt này em có tầm khoảng 3 cái đúng không? Còn 3 cái à? 150 đi, 145.000 đồng đi. Bình giữ nhiệt 140, em lấy cái chị 99.000 đồng đi. 99k đi. Bình giữ nhiệt này nó có mấy màu, màu xanh, màu đỏ. Bình này bình của em lọc được trà và ủ cháo cho em nhá. Ủ cháo được này, pha cà phê được, lọc được trà này. 99.000 đồng, bình xịn này. Đó mọi người nhá, 99k bình giữ nhiệt. Comment bình giữ nhiệt và lên số điện thoại 99.000 đồng. Các anh chị mình vào xem like, thả tim thả like giúp em tí nhá. 99.000 đồng, ố là rồi. Ố là dè ạ. 99.000 đồng, bác nào lấy thì comment là bình giữ nhiệt. Bình này là bình to mọi người ạ. Bình to, 1 lít luôn ạ. Nó có nhiều màu xanh ạ, màu trắng ạ, màu đỏ ạ. Có 99.000 thôi các bạn nhá. Các mẹ nhá, lên đơn cho em ạ. Bình giữ nhiệt và lên số điện thoại. Em nhận đơn mọi người, 99.000 đồng. Hạt lên em ơi ạ, hạt lên rồi đấy ạ. Rồi các bác mình ơi, mỗi bác có thể cho em xin một lần chia sẻ được không mọi người? Mỗi bác có thể cho em xin một lần chia sẻ được không ạ? À? Rồi, cần tây, các chị comment là cần tây. Rồi tiếp tục em ơi, hôm nay có lên sữa không ạ? À? Rồi cả nhà mình lên đơn, bật lên đây cho con. Bây giờ em sẽ cho quà một cái mã này nữa mọi người ạ. À. Anh chị ơi, các anh chị mình chú ý này. Em cho quà cái mã này là gì ạ? À? Comment cho em là gì ạ? À? Mã này ạ? À? Mã này là mã gì được nhỉ? Mã này gọi là mã gì được?
Thôi, bây giờ như thế này. Em ơi lên sữa đi ạ, bình giữ nhiệt cho chị Ánh Hồng. Con nó ra bật lên cho bật nhanh em. Lên đơn KT. Em còn 14 thùng hộp khẩu trang. 250 em ăn 150 luôn. Mà là KT cùng số đoạn em tặng không đồng ngày mai. Được chưa? Em còn 14 thùng. KT này là 250 em bán 150. Và em tặng không đồng được không mọi người? Cái này là KT là khẩu trang 5D. Mọi người ơi, các chị ơi, KT cùng số thoại vào nhận quà mỗi người. Mỗi chị một thùng nhanh kéo ạ. Nhanh kéo hết đi. Các chị ơi, KT mỗi chị nhận một món quà không đồng 250 đồng. Em tặng các chị 150 nhưng bây giờ không cần. Không cần. Bình tĩnh này, đăng ký luôn này. Đăng ký luôn cho 14 suất. Mã là KT. Rồi bạn đấy, KT vào lên gọi. Tất cả các chị vào nhận quà này nhá. Tất cả vào nhận quà mã là KT. Tặng cho quà luôn. Em cho quà tất cả các chị gái ơi. Mã KT, quà không đồng. Khẩu trang 5D. Khẩu trang 5D vào luôn luôn luôn. Tất cả các chị vào luôn. Đánh mã luôn cho em. KT viết khẩu trang viết tắt là KT. Chúng ta sẽ được nhận quà ngày hôm nay cả một thùng. Một thùng 150.000 đồng. Bây giờ em cho quà cả nhà mình. Mỗi chị sẽ được một hộp không đồng. Mỗi chị sẽ được một hộp khẩu trang không đồng. Chúng ta đăng ký ngay vào luôn hộ em mọi người ơi. Khẩu trang 5D như thế này. Đây mọi người nhìn cái dây của nó đeo như thế này. Nó thiết kế như thế này. Nó không bị đau tai. KT nhá. Khẩn trương đi mọi người ơi. Khẩn trương. Khẩn trương lên không có là đến lượt mình ăn hết. Đến lượt các chị hết là em không đọc tên đâu nhá. Đến lượt các chị hết mà em không đọc tên. Em đã bảo vào ngay để chúng ta nhận. KT nó là khẩu trang. Khẩu trang thì chúng ta viết tắt là KT. Các chị mua thử xem có 200 mấy không? Báo mọi người ơi. Vali hôm nay là tặng mỗi chị một cặp. Mỗi chị một cái, có ly. Mua một cái tặng một cái nhá. Rồi, khẩu trang 5D viết tắt là KT. Em tặng luôn không đồng luôn. Được chưa? Khẩu trang 5D. Nói mọi người ơi, mã là KT lên số điện thoại. Ok, chị mua rồi, gọi điện để bên em xử lý cho bác. Được chưa? Bao đổi, chị đem nó gửi ra để em bên em đổi cho. Nhá. Lên đơn cho em mã này là mã gì ạ? KT là khẩu trang. 150.000 đồng. Ngày hôm nay tặng mỗi chị một hộp không đồng. Mỗi chị vào là được một hộp. Với giá là 98.000 đồng. Em giảm giá 50k đi. 98.000 đồng và cho thêm một hộp không đồng nữa. Rồi bây giờ sẽ nhận đơn cho 7 chị. Em có 14 thùng thì tặng cho 7 chị. Chị ơi một thùng KT này. Được chưa? Vali em lên rồi. Vali còn không em mới à? Vali tặng không đồng đấy chị. Vali có 11 cái rồi. Còn đây là KT là 98.000 đồng. Và tặng một thùng không đồng nữa. Được chưa? Là khi chúng ta nhận như là nhận 2 thùng cho em, 2 hộp cho em. Được chưa? Mã là đăng ký của em là KT. Khẩn trương mọi người ơi. Rồi KT bắt đầu nhận đơn này. Bắt đầu nhận đơn cho 7 chị. Em có 14 hộp thì đương nhiên là được. Em có 14 là hộp này thì em sẽ chia cho mỗi người 2 hộp rồi thì là được 7 chị đúng không chị? Rồi, em chúc mừng bác Hiền Bùi. Đấy chưa? Bác Hiền Bùi đã được rồi. 78.000 đồng. Em tặng một hộp nữa là 2 hộp. Đó, 2 thùng khẩu trang này với giá 98.000 đồng. Lên mặt KT là em nhận đơn. Vali em cho các chị rồi nhá. Vali đây, giơ lại cái vali cho mọi người không đồng. Kỷ niệm vali. Kỷ niệm vali như đã hứa. Được chưa? Đây là màu đồng. Các chị chọn màu nhé. Đây là màu đồng là một. Đây là màu xanh. Và đây là màu xám. Mình có thể chọn màu cho em. Thì các chị comment kỷ niệm vali. Được chưa? Kỷ niệm vali. Em giơ lại cho mọi người nhá. Màu xanh một là xanh, hai là xám. Kỷ niệm vali. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Đã bảo rồi 1.500.000. 1.700.000. Bây giờ em cho các chị 499.000 đồng một cái vali. Không nói nhiều, chắc em chốt cho 2 chị nữa thôi. Tại vì vừa nãy chốt đủ rồi. Vừa nãy chốt đủ rồi, bây giờ chốt thêm cho 2 chị nữa. Tặng cho một cái không đồng. Đấy chưa? 1.500.000 bây giờ bán 499 ạ. Và được tặng một cái không đồng. Các chị mình chia sẻ đó. Đấy chưa? Biết à, lên đơn cho em ạ vali. Đấy chưa? Em tặng mọi người đã bảo rồi. Em còn có 2 chị nữa cho thôi. Vừa nãy em có 11 cái nhưng mà em chốt cho 8 chị rồi. Bây giờ còn 3 cái nữa. Được chưa? 3 chị sẽ được tặng không đồng. Con mới là diện kỷ niệm vali 499k một cái và em tặng cho một cái không đồng nữa. Các bác lên đơn hộ em, nhanh tay hộ em. K-
kỷ niệm Bali, kỷ niệm Bali, được chưa? 499 cái đồng. Và cho thêm một cái nữa, bác nào nhanh tay thì có đơn, bác nào chậm tay là không có đơn, được chưa? Đó, hôm nay là Bali của bọn em. À, các chị comment ngay vào leo luôn hộ em, cho em xin một lần chia sẻ like. Còn riêng khẩu trang ngày hôm nay là 150 một thùng, em tặng các chị 98.000 đồng. Chia ra như thế này nó có 39 một hộp đấy ạ. Nếu mà chia ra 98.000 đồng thì bây giờ chia ra này có 49.000 một hộp đấy ạ. Đó, 49k một hộp khẩu trang. Đó, có phải là 98.000 hai hộp không? Đó, đúng không? Rồi, bây giờ từ lên nội chiêm được em nhá. Rồi, vali em có 4. Tức là vali thì em có 11 cái, nhưng vì em bán vừa nãy rồi nó hết rồi, em còn 3 cái vali nữa. Thì chúng ta comment cho em mã vali, kỷ niệm vali là 499k, được chọn màu, màu xanh, màu xám và màu đồng, 3 màu, đấy mọi người nhìn chưa. Đấy nhá, thì hôm nay chúng ta thanh toán cho em là 499, 499.000 đồng. Tặng thêm một cái đó là 2. Còn khẩu trang là 39.000 đồng. Khẩu trang nhá. Thì ai lấy khẩu, ai lấy khẩu trang chị mưa thôi, chị comment lên đấy là không xử lý được ạ. Chị comment ở đây không xử lý được, nhà em có số tổng đài xử lý đơn hàng mà sao các bác phải vào đây các bác comment lên như thế ạ? Hay là diện hiệu ứng đám đông hay là quấy phá em ấy? Đừng có làm như thế. Tất cả mua hàng nói bao đổi trả, gọi điện trực tiếp vào số quản lý đơn để bên em đang ngồi chờ máy, chứ không phải lên đây mà comment hay là phá đám đông, không được. Được chưa? Em làm ăn đàng hoàng 7-8 năm nay rồi, phục vụ các chị bao hàng đổi trả, hàng không được quay trở đầu trở lại, được chưa? Cho nên mọi người giúp em, nhà em có số tổng đài để chúng ta xử lý đơn hàng. Đấy là số tổng đài để trên đầu em ấy, số điện thoại mọi người lưu vào ở trên đầu em, gọi điện hoặc nhắn tin vào Zalo. Sao mày phải lên đây mà thưa kiện làm gì cho nó mệt cái chi? Có khổ không? Có khổ không? Cứ nhắn tin vào đấy các bạn ngồi các bạn đi xử lý từng đơn một cho các chị. Không phải lo, mình làm ăn chuyên nghiệp cơ mà. Em buôn hàng 10 năm nay rồi, chứ không phải bây giờ em mới buôn đâu mà các chị phải sợ, đúng không chị? Rồi, cho nên là chúng ta vui lòng, nhà em có số tổng đài, có 3-4 bạn đang ngồi trực máy online để phục vụ trả lời những cái vấn đề các chị đang thắc mắc. Thế nên các chị vui lòng nhắn tin vào số em đang ghi trên đầu em ấy, 0767 486 486. Nhà em chỉ có một số này cho đơn thôi, và một số này xử lý đơn hàng cho mọi người. Nhắn tin vào Zalo số đấy cho em nhá. À, khẩu trang bán rẻ cho mọi người rồi. Rồi, tiếp tục em tặng cho mọi người. Bây giờ như này, cái bộ xếp hình này cho 0 đồng, xếp hình tặng 0 đồng. Cái bộ xếp hình này là 150 nhé, con này là xếp hình em tặng cho mọi người này, mã là xếp hình em ơi. Còn vali á, vali vừa lên đi chị, 3 cái này rồi, lên đơn cho em mã xếp hình đó các chị nhá. Xếp hình, mọi người vui lòng, tất cả đơn hàng của chị có vấn đề gì vui lòng đừng có lên trên like mà comment ở đây, bởi vì em là người đang bán hàng với các chị ở đây, em không xử lý được cho các chị. Các chị thà các chị gọi điện vào cho các bạn hoặc nhắn tin cho các bạn ý, để các bạn trực tiếp xử lý cho mình có phải hơn không? Nói cho mình làm ăn đàng hoàng, mình phải chuyên nghiệp một tí chứ. Nói chưa? Khách hàng chỉ có khách hàng mua hàng xong rồi cứ cái kiểu gọi là sợ sợ ấy chị. Đã bảo nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái, và tất cả những hàng gì lỗi lầm gì báo cho bên em, bao đồ trả thoải mái cho mọi người. Đấy chưa? Rồi, chứ không phải là làm ăn em bán 8 năm 10 năm nay rồi. Đấy chưa? Lên đơn cho bạn xếp hình 150 một bộ. Hôm nay kỷ niệm các con 65.000 đồng một bộ, rẻ 2 phần tiền, cho thêm 2 bộ không đồng. Lên đơn xếp hình, được chưa? Xếp hình, bộ xếp hình này thật sự là bé nào cũng thích. Bé nhà em 10 mấy tuổi rồi vẫn còn đang ngồi xếp. Một đứa là 15 tuổi, một đứa là 9 tuổi vẫn cứ ngồi xếp ạ. Xếp hình là em tặng mọi người. Mọi người nhà vào giúp em nhá. Chị Thùy Vân cho chị KT. Rồi, lên đơn giúp em mã là xếp hình 65.000 đồng. Thực ra là bán 160.500, bây giờ bán 65.000 đồng một bộ, tặng 2 bộ không đồng nữa là 3. Mã là xếp hình, được chưa? Em ơi, dầu gội phủ bạc về chưa? À, dầu gội ngọc chạy ra ngoài kia xem nào, hỏi chú Trung xem về dầu gội của Nhật ý. Lên mặt giờ xếp hình, em kỷ niệm là 3 bộ 65.000 đồng. Đây, cái khẩu bạc, khẩu dầu gội bụng bạc này nhà em chưa về, em ơi, em còn mỗi 7 lọ thôi. Rất là nhiều chị mong muốn có cái tóc mềm đẹp như em đúng không? Tóc của em nói trước là bạc hết rồi. Bạc hết rồi các bác ạ, khổ lắm cơ. Bây giờ toàn phải gội đen đấy chị. Đấy nhá mọi người nhá. Các bác lên đơn cho em mã này, mã gì ạ? Phủ bạc. Dầu gội phủ bạc. Mày làm mày đánh này chưa? Dầu gội phủ bạc này, nhớ chưa? Dầu gội phủ bạc này này là nó là của Nhật, được chưa? Các chị có thích không ạ? Tóc chị nào bạc rồi vào đây cho. Tóc chị nào bạc rồi vào đây em cho quà luôn. Comment là phủ bạc nhá, phủ bạc của Nhật. Đây này, tóc này bộ bạc này nó mềm này, nó không bị khô tóc và nó không bị rụng tóc, mềm không? Mà đen tự nhiên. Comment phủ bạc cho em. Phủ bạc, gội phủ bạc cho em ạ. Gội phủ bạc.
là thôi 250 lấy cái chị 100.000. 250 còn mấy lọ? 250 lấy cái chị bao nhiêu? 79.000 đồng cho em. 79k đi. 79k. Em có 3 lọ màu nâu. Mấy lọ màu à, em có 3 lọ màu nâu và mấy lọ màu đen này. À, các anh chị mời màu nâu thì nó là màu nâu hạt rẻ, lên màu rất là đẹp. Em tặng cho chị 79k nhá. Cả nhà mình ơi, ủng hộ em một nút chia sẻ với ạ. Rồi xếp hình em tặng cho chị 69.000 đồng 3. Ai lấy xếp hình các chị comment là xếp hình. Được chưa? Ai lấy xếp hình các chị đăng ký hộ em mã xếp hình cho em. Được chưa? Nào cả nhà mình comment cho em mã gì ạ? À, đã lên sữa cho em ơi ạ. Bây giờ em muốn cho các chị trải nghiệm, muốn trải nghiệm sữa đúng không? Muốn trải nghiệm sữa của ASEAN nhập khẩu tại Mỹ đúng không? Có ai muốn không? Có ai muốn trải nghiệm sữa không? Em cho các chị mùa gì ạ? Muốn ai muốn trải nghiệm sữa thì chuẩn bị vào đây. Được chưa? Rồi cả nhà mình comment cho em mã là gì ạ? Em tặng mọi người dầu gội phủ bạc, comment là gội phủ bạc. Được chưa? Gội phủ bạc 79k đi Ngọc ơi. 79k nhá. Còn ít thì chốt ít thôi, bảo nhân viên chốt hết cho cô. 79.000 đồng nhá. À, lên cho lại dầu gội phủ bạc. Em nhận đơn. Cả nhà mình ơi, bấm cho em một nút thả tim, cho em xin hai lần chia sẻ like. Chị ơi, như tóc của em như này, nó chưa về chị ạ. À, em còn có mấy lọ thôi mà khách nguyên khách toàn mua hai lọ một. Khách toàn mua hai lọ một vì chúng ta xác định là phủ bạc chúng ta phải dùng quanh năm ngày tháng. Quanh năm ngày tháng mà cái này nó an toàn cho tóc của mình ý, nó không bị khô và nó không bị rụng thì chúng ta lên dùng cái này nhá. Máy ép về đi chị ơi, chị Trần Loan ơi, từ từ. Máy ép em có một ít Ngọc ạ. Đây là Ngọc cái máy ép đi. Có về. Máy ép đưa cho con, comment là kỷ niệm máy ép đi. Có sữa không đường không Diệp ơi, em không có chị Thủy Vân ạ. Em không có sữa không đường. À, các bác ơi, mà các chị thích sữa gì, em xôi hay là sữa béo hay là sữa lon? Các chị bảo em kỷ niệm cho các chị trải nghiệm thử này. Ai chưa được dùng sữa hạt ốc chó? Hạt ốc chó cực kỳ là ngon. Người cho ai chưa được dùng à, một là ốc chó. Ốc chó thì bây giờ các chị dùng rất nhiều. À, năm nay dùng rất nhiều ốc chó vì ốc chó là nó sữa ăn chay, sữa thuần chay không bị béo phì mà tốt cho hệ tim mạch tiểu đường, ổn định đường huyết ạ. À, nâu à chị Hồng Phạm nâu ạ. Chị ơi Nguyễn Thảo Vi em cảm ơn ạ. Rồi các chị comment máy ép đây con ơi, nói đây con lên có đang về. Ok chưa? Khăn đi khăn đi. Rồi ok, lên đơn cho em mã là gì ạ? Mã này cho em là gì ạ? À, các bác lên đơn cho em mã này là mã gì ạ? À, gội nhá, gội phủ bạc nâu hoặc đen, thích lấy màu nào thì comment lên. Được chưa? Thích lấy màu nào thì comment luôn. Rồi em tặng cho mọi người thôi cái rổ này này sáu mấy cái nhà 150. Comment là tặng rổ. Tặng rổ ạ. Một phủ bạc em chưa về, em có mấy lọ thôi, em chưa về được, chị em đang chờ nó về đây. À, rổ này em có tầm khoảng 150 một bộ. Em tặng mọi người là 49.000 đồng đi. 6 cái rổ. 49.000 đồng 6 cái rổ. Comment là rổ. Chị ơi cái này mà đựng hoa quả trái cây rồi các loại thứ nặt vặt đi chị. 6 cái luôn. 49.000 đồng. Chị ơi comment rổ. 49.000 đồng, em không có lãi. Lên đơn rổ 49k. Em bán cho chúng ta dồn đơn tại vì chúng ta vừa là chậu này, một cái chậu này. À, một cái 6 cái ạ. Chị ơi Diệp ơi, sữa cucumin nhá Diệp ơi ạ, chị Hà Lập ạ. À, chị Hà Lập. Ok. Lập chạy vào lấy sữa cucumin trong tủ lạnh cho cô đang uống đấy. Ông vâng. Đang về chưa? Rồi ok. Rổ nha chị Trần Loan Bắc giờ vừa phủ bạc. À, sữa cucumin các chị thích sữa gì comment đây để em cho các chị trải nghiệm thử. Sữa cucumin là một này, sữa ngò nghệ đó, sữa hạt ốc chó là hai này, sữa tiểu đường này, sữa enso này, sữa collagen này và sữa non tổ yến này, sữa alpha lipid glycol này. Nhà em thì rất là nhiều. Rồi ok chị, các bác lên đơn ạ. Lên đơn ạ. Con này mà uống thì các chị biết là phòng chống ung thư cực kỳ là cao, cucumin sữa nghệ. Được chưa? Như của em đang uống đúng không? Rồi ạ. Phí ship là 37.000 đồng một đơn chị nhá. Phí ship của em là 37.000 đồng một đơn. Lên đơn rổ 49.000 đồng cho em. Rồi quần chip cho cô. Lên cho em mã này là gì ạ? Lên đơn bây giờ như này. Bây giờ như này Ngọc ơi, cho cô cái em xuôi đi ạ. Được chưa? Bây giờ các chị comment là gì ạ? Muốn trải nghiệm sữa. Được chưa? Cho cô cả em xuôi đây. Muốn trải nghiệm sữa. Ngọc chạy ơi, Ngọc vào cái hộp to này này. Ông đang uống đây, nhím đang uống, nhím nhà mình đang uống ấy. Muốn trải nghiệm sữa. Muốn nhá, phải là muốn em mới cho. Không có em không cho được. Hỏi chị Nga xem là bao nhiêu. 830 đúng không? 830 một hộp. Thì bây giờ em sẽ cho khoảng độ để cho những người chưa được thôi ạ. Những người được rồi thì thôi. Những người được rồi thì uống rồi thì biết rồi. Muốn trải nghiệm sữa. Muốn trải nghiệm sữa nhập khẩu tại USA. Được chưa? Em cho quà luôn. Được chưa? Muốn trải nghiệm sữa. Từ từ chị Thùy Vân cho em một tí ạ. Muốn trải nghiệm sữa của ASEAN, hàng nhập khẩu tại USA. Được chưa? Nó là của Mỹ. Lên đơn muốn trải nghiệm sữa nhanh tay chốt 10 chị.
Được chưa? Chốt 10 chị từ từ đây pha luôn sữa lại uống ạ. Muốn trải nghiệm sữa, mẹ nào có con từ 2 tuổi cho đến các cụ 100 tuổi mà chúng ta đang cảm thấy là mệt mỏi, buổi sáng chúng ta vội quá không ăn uống được, nhớ lại uống sữa. Và chỉ cần một ly sữa này là chúng ta muốn trải nghiệm sữa. Muốn con ăn nhanh nhanh và sẽ được chốt 10 chị. Ngọc pha luôn cho cô. Muốn trải nghiệm thơm không? Thơm chưa? Muốn trải nghiệm sữa pha cho cô đi con ơi. Khổ lắm ạ. Bố em năm nay là 80 tuổi, hơn 80 tuổi, mẹ em 70 mấy tuổi. Và con bé nhà em học lớp 4. Và bản thân em buổi sáng mà không làm ly sữa này, phải buổi sáng phải uống sữa nha. Muốn trải nghiệm sữa 830.000 đồng. Em tuyên bố luôn. 830, từ từ nha, 830, từ từ, em trích giá này. Em trích giá xong đã. Một hộp này một cân ạ, xe to ạ, một cân ạ. Xe to từ từ bình tĩnh lại, bình tĩnh em chỉ cho có 10 suất thôi ạ, không có nhiều đâu. Cho trải nghiệm thôi, nếu trải nghiệm mà đòi nhiều người thì lấy đâu ra. 820.000 đồng. Được chưa, trên trang web đang bán. Được chưa, ok chưa, 820 của ASEAN. Muốn trải nghiệm sữa kèm sữa nghệ, bếp của nó rất là dài, được chưa, mấy năm luôn. Anh chị nào có bố mẹ già em ưu tiên trước nha. Anh chị nào có bố mẹ 60-70 tuổi em ưu tiên trước, để cho trải nghiệm, cho các cụ uống cho nó khỏe và xương khớp ngủ ăn ngon ngủ ngon, xương khớp đỡ bị mệt mỏi, nhớ chưa. Muốn trải nghiệm sữa nhanh tay để em cho quà, nhanh tay để em cho quà nha, nhớ chưa. Các bạn thơm quá, ui bó ra là thơm rồi, bó ra là thơm rồi, mở ra là thơm đừng luôn ạ. Thơm và nó không quá ngọt mọi người ơi. Muốn trải nghiệm sữa comment thật nhanh tay lên để chúng ta có đơn. Được chưa? Em tặng mọi người 820.000 đồng. Ngày hôm nay xin phép em tặng ưu tiên cho có nhà có các cụ già trước nhá. Nhá, em ưu tiên cho nhà có cụ già trước vì số lượng giới hạn. Em tặng cả nhà mình ạ. 399.000 đồng. Ngọc ạ, mày không dám ghi à? 399 và tức là các chị được giảm giá, các chị trừ đi cho em 820 mà trừ đi 399, các chị ơi giảm được bao nhiêu? 820 mà trừ đi 399, các chị giảm được 421.000. Các chị giảm được giá 421.000 đồng. Được chưa? Tặng một hộp không đồng. Em cho chỉ có cho giới hạn số lượng thôi nha. Em tặng một hộp không đồng nữa. Được chưa? Đây là không đồng này em gửi đến các cụ, các bác, các cô. Được chưa? Muốn trải nghiệm sữa kèm sữa ngoại, em nhận đơn cả nhà mình 399.000 đồng, hộp 1 cân luôn. Nhá, hộp 1 cân luôn ạ. Là gì ạ? Chúng ta ngày hôm nay em tặng cho các cụ, các cụ già đấy ạ. Tức là những mẹ nào có bố mẹ 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi thì em tặng cho các chị trải nghiệm thử thôi. Những người hoặc là những bạn già là các chị ơi, nó ngon lắm luôn. Bố em bị, bố em là năm nay nhiều tuổi rồi thì cụ hơi yếu, không ăn uống được, chỉ có uống cái này thôi. Đấy chưa? Muốn trải nghiệm sữa này, muốn nhá. Em tặng cho mọi người 299 ạ. Một lon của Asia, bếp của nó rất là uống thơm và ngon, dễ uống ạ. Những người mất ngủ, đấy chưa? Ăn uống khó tiêu thì các chị lên uống sữa này cho em. Đấy chưa? Em tặng cho chị gì đây? Chị Nguyễn Thúy này, chúc mừng chị được tặng một hộp không đồng này. Rồi, muốn trải nghiệm sữa sữa, em tặng mọi người cho khách hàng đây. Bây giờ đây ạ, bây giờ được đọc tên là có rồi nhá. Bây giờ chị Thanh Thủy cho chị muốn này. Rồi chị An Trang chúc mừng chị được muốn này. Cho chị Bình Yên cho chị ạ. Chị Đỗ Ngọc, ok chị. Chị Bảo Châu cho chị một suất này, 10 suất nhá. Rồi ạ, đúng rồi mùa. Ông bà chị 80 tuổi, chị ơi nhớ pha cho ông bà uống. Cái này kể cả các chị không cần ạ. Kể cả các chị như em này, buổi sáng uống cho em một ly này không cần, đầy đủ chất luôn. Đầy đủ chất luôn. 399 giảm được 421.000 đồng một lon, cộng với lại mình hôm nay mình nhận được quà của em một hộp nữa là hai hộp, nhớ chưa? Asia, nhớ chưa? Asia thì đi vào lòng người rồi. Em thì em bán sữa rất là lâu năm rồi, nhớ chưa? Rồi cho chị một chị nữa là chị ạ, cho chị Hà Hoàng một bắp mà là một đấy ạ, một hộp ạ. Cho chị Thùy Vân một ạ. Chị ơi muốn trải nghiệm sữa và kèm theo xuống ạ, là em nhận đơn cả nhà mình, nhớ chưa? Em tặng cả nhà mình ạ. Đúng rồi, 399 đầu qua mã luôn. 399 ạ, hết nha. 10 suất cho nó hết luôn. 10 suất cho hết luôn, thơm ngon cực kỳ luôn. Em nói 10 suất là 10 suất thôi. Có người lên nữa cũng không được đâu. Lên nữa cũng không được. Lên nữa thì phải mua giá khác rồi chị ơi. Nó ngọt thanh và ngọt dịu. Thơm lắm luôn mọi người ơi. Ngọt thanh, ngọt dịu.
cực kỳ luôn. Được chưa ạ? Thêm cho chị Nguyễn Thị Nhàn một số đi. Đó nhá. Thơm cực kỳ, ngọt thanh ngọt dịu. Rồi các bác mình cho em xin một lần chia sẻ like. Tiếp đến em cho các chị một cái mã tiếp theo nữa. Là gì ạ? Ok, cho chị mẹ chị gì đây? Cho chị gì đây? Chị Thùy Vân đang bảo cho chị cái gì đây? Cho chị cái gì? Các bác lên đơn cho em ạ, để đây ạ. Lên đơn cho em mã này là mã gì ạ? Dây lưng em ơi, lên dây lưng ạ. Lên dây lưng ạ. Các bác ơi, quần chip Nhật kháng khuẩn ạ. Chip Nhật kháng khuẩn. Chip Nhật kháng khuẩn 130.000 đồng. À nhầm, 250.000 đồng. Lên mã là chip Nhật kháng khuẩn cho em, cả nhà mình nhá. Chip Nhật kháng khuẩn. Em kính tặng cả nhà mình chip Nhật kháng khuẩn này 250.000 đồng. Hôm nay sẽ được giảm giá còn. Chip Nhật này của em là kháng khuẩn nhá. Mặc nó siêu nhẹ. Chất liệu của nó làm bằng từ gỗ sồi nâu năng mấy chị. Mặc nó thấm hút mồ hôi. Nó khử khuẩn kháng khuẩn, chip Nhật kháng khuẩn. Có 250 một hộp. Em tặng các chị 129.000 đồng một hộp đi. Từ 40 đến 70 cân. 129k chip Nhật kháng khuẩn. Một nó làm từ vỏ gỗ sồi chị. Nó cực kỳ là thấm hút. Được chưa? Kháng khuẩn. Em tặng mọi người 129 một hộp. Và em tặng cho thêm 5 cái không đồng nữa. Làm 10 cái luôn. 10 quần luôn ạ. Lên mã chip Nhật kháng khuẩn hộ em. Chip Nhật kháng khuẩn 129.000 đồng. Chị nào từ 40 đến 6 đến 70kg này em có đủ cho các chị luôn. Đấy chưa? Là mặc vừa nó co giãn cực kỳ. À, các bác lên đơn cho em là gì ạ? Lên đơn ok chị Nguyễn Thị Nhạn bị mất ngủ chị uống sữa cho em. À, bác lên đơn cho em đã gì ạ? Chip Nhật kháng khuẩn 129.000 đồng. Một hộp. Và chưa hết. Hôm nay các chị được tặng thêm 5 hộp. À 5 quần không đồng nữa. 5 quần không đồng nữa. Thích không? Thích chưa? Thích chưa? Mọi người thích chưa? 129. Được chưa? Tặng thêm 5 quần nữa. Riêng cái quần chip là chúng ta phải thay đổi thường xuyên. Đừng để nó rách rồi mới thay nhé. Quần lót là phải thay đổi thường xuyên. Đừng tiếc. Đừng tiếc cái quần mà không thay. Được chưa? Hay thay đổi của thực viên tính ra như thế này có 12.700 một cái này. Về chưa? Đó, trong khi đó đang bán là mấy chục nghìn một cái luôn. Giờ bán cho các chị như thế này nó có mười mấy nghìn một cái luôn. Nào, comment cho em là chip Nhật kháng khuẩn. Em tặng mọi người nhanh tay hộ em. Em tặng mọi người nhá. Em biếu cả nhà mình 129 đồng 5 cái. 5 quần, cho thêm 5 quần nữa là 10 quần cho em. Lên mã chip Nhật kháng khuẩn. Em nhận đơn cả nhà mình tranh thủ nhanh tay hộ em. Rồi, nữa đi em ơi. Đây, cho các chị em ơi bàn chải bé con ngon ơi. Sữa rửa chén về chưa ạ? Đây, bàn chải Nhật, bàn chải của các con này. Mấy chục nghìn một cái, mấy chục nghìn cái của Nhật. Em tặng các chị này, một vỉ này 4 cái nhá. Hôm nay sẽ tặng mấy chục nghìn một cái, hôm nay em tặng các chị 39.000 đồng một vỉ. Bàn chải bé, 39.000 đồng. Đây, bàn chải bé cho các con luôn 39.000 đồng nhá. 39k, lên đơn cho em ạ, bàn chải bé 39.000 đồng. Ôi các chị ơi, bàn chải bé. Bàn chải bé chip Nhật kháng khuẩn. À, chị Nguyễn Thủy có đơn ạ. Bàn chải bé này là ba mấy chục nghìn một cái. Hôm nay bán 39.000 đồng 2 vỉ luôn. 8 cái luôn ạ. 39.000 đồng. Lên mã bàn chải bé cho em nhá. Em nhận đơn mọi người. Tranh thủ. Tới chợ tranh thủ hôm nay nhanh tay hộ em. Bàn chải bé và kèm theo số điện thoại. Em nhận đơn cả nhà mình. Được chưa? Bàn chải bé cùng số điện thoại là em nhận đơn. Được chưa cả nhà mình ơi? Bàn chải bé. Được chưa? Em tặng mọi người. Ok, bàn chải bé và kèm theo số điện thoại. À, chị gì đây? Chị Hà Lập muốn trải nghiệm sữa nghệ như của em đúng không? Đây, muốn trải nghiệm sữa nghệ. Sữa nghệ đắt tiền cực kỳ luôn. Cho cô sữa nghệ đi. Sữa nghệ thứ nhất, những chị nào mà béo phì. Thứ hai, những chị nào bị tiểu đường. Thứ ba, chị nào mà chúng ta bị dạ dày thì chúng ta lên dùng sữa nghệ. Thứ tư, cái quan trọng nhất thế này. Quan trọng nhất là da chị nào bị nám thì chúng ta lên dùng sữa nghệ Lalo Collagen. Được chưa? Tại sao mà da các chị bảo em da của em là hồng? Các chị có biết lý do không? Cái sữa nghệ này không những khỏe mà nó còn có công dụng làm đẹp cho phái nữ. Và nó diệt tận gốc luôn cả nhà mình ạ. Vì chúng ta uống trực tiếp. Muốn trải nghiệm sữa nghệ. Được chưa? Hôm nay xin phép kỷ niệm cả nhà mình. Muốn trải nghiệm sữa nghệ, thứ nhất cái sữa nghệ này không phải là nó là tinh chất curcumin. Các chị cứ tìm hiểu đi. Nếu ai chưa biết về sữa nghệ thì chúng ta vào anh Google sọc ra. Nghệ là gì mà tại sao nó quý đến thế? Nghệ nó có công dụng phòng chống ung thư ngay từ khi đầu đời.
Và nghệ nó còn tiêu diệt vi khuẩn virus trong cơ thể của chúng ta. Nó là tinh chất của nghệ. Và nghệ nó giúp các chị ổn định, không bị béo phì. Nghệ nó giúp các chị mờ nám ạ, trẻ hóa làn da. Mờ nám là cái chắc luôn. Có một chị ở trong Ban Mỹ Thuật, chị bảo Diệp ơi, chị vừa bị nám mà chị không biết dùng sữa gì. Trong cái đúng lúc em là bị nám, cách đây mấy năm em cũng bị nám. Và bạn ấy bảo, chị bảo là chị không biết làm cái gì, chị phải dùng xương nghệ. Đây này, chị Hà Lập này, chị uống hết một thùng rồi em ơi. Này, chị Hà Lập của em nhỉ, em đã bảo rồi là ai chưa được dùng. Em nói là mấy năm nay em không lên xương nghệ đâu, em không nên. Nhưng mà thôi, hôm nay em quyết định em cho. Vì chị Hà Lập, chị uống hết một thùng rồi đúng không? Các chị ơi, rất là nhiều khách ngày hôm nay xong xương nghệ. Tại vì nghệ này nó còn có công dụng là cải thiện nội tiết tố. Nó kết hợp cùng collagen Lalo của Asia. Ở ngoài thị trường nó có rất là nhiều collagen để chúng ta uống vào người để cho đẹp da, nhưng không hiệu quả. Cái này của nó uống đến đâu hiệu quả đến đấy. Các chị cứ thử dùng cho em một tháng thôi, biết tay nhau luôn, da mặt các chị thay đổi hoàn toàn. Được chưa? Được chưa? Da mặt các chị thay đổi hoàn toàn, hết nám, trẻ hơn rất là nhiều. Vì nó có tinh chất curcumin và đặc biệt là collagen, để nó nối lại những cái sợi collagen của chúng ta đã bị đứt, đã bị gãy. Và những người mà bị áp huyết, tim mạch, bị gút, uống cho em. Tiểu đường, uống cho em. Những người mà mỡ máu cao, uống cái này, được chưa? Dạ dày, đặc biệt là dạ dày, trời ơi, ăn suốt ngày ợ chua đầy bụng trướng khí nên ăn cái này cho em. Uống cái này cho em. Được chưa? Đây, thơm và ngon. Được chưa? Comment xương nghệ kèm số điện thoại, hôm nay cho chơi lớn đi. 1,2 triệu. Bọn này thì hơi đắt tiền. Em tặng các chị 699.000 đồng, chỉ một like thôi nha. 699 một hộp, tặng một hộp, được chưa? Và em cho thêm một hộp nữa, được chưa? Cho thêm 3 hộp đi, mua 1 tặng 3. Comment ưu tiên sự nghệ rồi. Những ai mà chúng ta đang hóa xạ trị, ai đang hóa xạ trị hoặc là muốn là gì ạ, đang bị phòng chống ung thư, hóa xạ trị lên uống sữa này cho em. Được chưa? Em tặng mọi người, được chưa? Mỗi một loại sữa nó có một công dụng khác nhau, được chưa? Nhưng riêng cái dòng sữa này mà cái đường huyết của chúng ta không ổn định thì uống sữa này, và da rẻ không được đẹp uống sữa này cho em, curcumin của nghệ. 699 mua 1 tặng 3, không nói nữa, được chưa? Hộp 400 gram. Rồi các chị các em ưu tiên sữa nghệ và kèm theo sữa mặn, ưu tiên thôi nha, ưu tiên. Ai lấy một thùng em tính giá xỉ cho các chị rồi, lên đơn cho là ưu tiên sữa nghệ. Em nhận đơn nào, bắt đầu cho đơn ạ. Các bác lên đơn ưu tiên sữa nghệ, mua 1 tặng 3 đó mọi người nhá. Các chị ơi, để lấy 2 set nhá, cho chị 2 set ạ. Có những người tốn cả vài chục triệu, có những người tốn vài trăm triệu để chữa nám nhưng vẫn không khỏi. Em khẳng định luôn cả nhà mình, trong 1 tháng các chị uống ra các chị thay đổi, trẻ ra thêm 20 tuổi luôn. Em khẳng định kỳ diệu luôn, bởi vì dòng sữa collagen Lalo Cumin, được chưa? Nó là uống trực tiếp vào cơ thể mà, nó đẹp từ sâu bên trong cơ. Chúng ta có thể bôi kem dưỡng bên ngoài nhưng phải kết hợp từ bên trong thì nội tiết tố của chúng ta mới ổn định được. Đó nhá. Hôm nay chúng ta sẽ được 699 mà chúng ta nhận cho em 1 lon, 2 lon, 3 lon không đồng. Ok chưa? Lên cho em ạ, ưu tiên sữa nghệ và kèm số điện thoại là em nhận đơn 699 ngàn đồng. Nhá các chị nhá, em qua mã luôn. Được chưa? Em qua mã luôn. Em qua mã luôn. Bác nào nhanh thì chúng ta sẽ được. Ưu tiên sữa nghệ và lên số điện thoại. Rồi, cảm ơn mọi người. Tiếp tục em tặng cho các chị một mã này nữa em ơi. Khăn tắm hàng còn không ạ? Rồi đây, khăn tắm đây, nhanh tay nhé. Em chuẩn bị em dừng live rồi. Em chuẩn bị là em dừng live stream. Thì các chị ơi, em chuẩn bị là em dừng live stream. Chị ơi, chúng ta phải uống sữa nghệ. Trời ơi, sao các chị kém. Tại sao ở bên nước ngoài là da người ta hồng hào? Cái curcumin nó tốt lắm luôn mọi người ơi. Nó còn tiêu diệt tế bào ung thư ấy ạ. Nó làm khóa tế bào ung thư phát triển nha. Vì thế cho nên là người bị ung thư chúng ta nên dùng sữa nghệ, curcumin nhá mọi người nhá. Đó, tại sao thế ạ? Đấy nhá. Rồi, các bác lên đơn cho em mã này là mã gì ạ? Lên đơn cho em mã này là mã gì ạ? Bao tay còn không em ơi ạ? Đây bao tay. Em tặng cho các chị hộp bao tay là 95.000 đồng. Tranh thủ nhá. Chúng ta sẽ lên thêm vài mã nữa em nghỉ. Tranh thủ em sẽ lên vài mã nữa là em nghỉ nhá. Lên cho em mã bao tay. Bao tay này em sẽ kính tặng cả nhà mình. Bao tay. Ôi dồi. Bao tay nhà nào cũng cần ý mọi người. Nhá mọi người ơi,
bao tay là nhà nào cũng cần. Đây chúng ta là muốn làm mà chế biến đồ ăn này, rồi là chúng ta vệ sinh nhà cửa đều cần bao tay này, 95.000 đồng. Hôm nay tặng các chị 60.000 đồng thôi, 59.000 đồng. Em tặng các chị 2 hộp, một hộp được rất là nhiều, một hộp được nhiều lắm. Em tặng các chị bao tay 59.000 đồng 2 hộp, 2 hộp luôn đây, 2 hộp bao tay. Chị bao tay và lên số điện thoại em nhận đơn mọi người. Các bác lên đơn ạ, chị Thu Trang Sữa Nghệ, chị Hồng Phạm Sữa Nghệ, chị Bình Yên Sữa Nghệ, ok chị ơi, chúng ta đăng ký ạ. Rồi chị Thu Hằng Sữa Nghệ, ôi các bác ơi, Sữa Nghệ hôm nay cho trải nghiệm lên bao tay ạ, 59.000 đồng. Em cho 2 hộp, em cho 2 hộp luôn. Cả nhà mình comment cho em ạ, bao tay, bao tay kèm số điện thoại là em nhận đơn nhá. Rồi cả nhà mình comment mã bao tay, ôi nó chảy lên cho em ạ, bao tay và kèm số điện thoại là em nhận đơn mọi người, được chưa? Ô là rồi, được chưa? Bao tay cùng số điện thoại là em nhận đơn. Các chị lên đơn 59.000 đồng một hộp, có nhiều kinh khủng luôn ấy ạ, nhiều lắm luôn, được chưa? Chúng ta chế biến rồi, chúng ta làm ăn gì chúng ta cầm bao tay, đeo bao tay này cũng được, được chưa? Ưu tiên cho chị Sữa Nghệ ạ. Trời ơi, Sữa Nghệ chúng ta phải cố gắng săn bằng được ấy ạ. 699k tặng 3 hộp nữa là 4 nhá. Nguyễn Thị Nhạn có đơn ạ, bao tay cho chị Hiền Bùi, bao tay cho chị Nguyễn Thủy này, bao tay cho chị Thu Trang, bao tay cho chị Ngọc Ánh ạ, bao tay cho chị Bình Yên ạ, bao tay cho chị gì đây, cho chị Vân Anh ạ, nhanh tay hộ em. Rồi ok, sữa cám gạo đi Diệp ơi á, xà bông cám gạo, xà bông các bạn đây, xà bông cám gạo túi du lịch cho đâu, xà trong này xong, xà bông cám gạo này này, em báo cáo với cả nhà mình, nó thơm như thế nào, nó là sữa gạo đấy chị. À, tức là cái làn da của chúng ta mà da ngăm ngăm đen đen ý, chúng ta phải dùng cái xà bông cám gạo này, nó sẽ trắng da. Và những người mà lỗ chân lông mà nó không được se khít ý, thì chúng ta dùng cái này nó sẽ se khít lỗ chân lông, đặc biệt nó lấy đi tất cả những cái mụn của các chị nhá. Tắm cái này nó không bị lên mụn nữa. Đây là dòng xà bông cám gạo của Thái, thì chúng ta đăng ký hộ em mã là xà bông cám gạo. Xà bông cám gạo em sẽ bán lẻ cho mọi người làm 50.000. Tắm đến đâu là sướng đến đấy mọi người ạ. Mọi người ạ, đây là xà bông cám gạo nhé, tắm đến đâu là các chị sướng đến đấy. Em cho các chị luôn 100.000 đồng sẽ được 2 bánh như này. Nó là sữa gạo của Thái, 100% hàng nội địa. Em có mấy lần em kể các chị rồi nhỉ, em đi du lịch mà trong vali của em phải mang thêm 2 cái bánh này đi. Em không tắm ở khách sạn hoặc cái nước sữa đấy đâu, em toàn tắm cái này quen rồi. Em đi vali em cứ bỏ vào 2 bánh này, vừa thơm này, vừa mềm da này, quen rồi chị. Vào nhà tắm em lúc nào chỉ dùng cái này, thề độc luôn ý ạ. Có 50.000 một viên. Hôm nay em tặng các chị 99.000 đồng 12 bánh luôn. 99.000 đồng 12 bánh như thế này. Còn đây là xà bông cám gạo, nó là sữa gạo nhá. 99.000 đồng 12 bánh. Lên cho em ạ, xà bông cám gạo. Các chị tắm cái này là lần sau các chị nghiện luôn. Tại vì nó rất là mềm da và nó trắng da các chị nhá. Xà bông cám gạo, được chưa? Em nhận đơn mọi người 99.000 đồng 12 bánh luôn. Cả nhà mình nhá, 99k 12 bánh cho các chị tha hồ tắm luôn, cho trẻ em người lớn đều tắm được. Dòng này là dòng nội địa của Thái ạ, 12 bánh nội địa của Thái. Lên đơn cho em ạ, xà bông cám gạo 99.000 đồng 12 bánh ngày hôm nay, ok chưa? Đó, tranh thủ ngày hôm nay để chúng ta lấy về, chúng ta cứ mỗi một lần để vừa rửa tay vừa rửa mặt này, còn rửa được cả mặt này. Đó, nó là lành tính mà chị. Xà bông cám gạo và lên số điện thoại là em nhận đơn cho cả nhà mình. Đó, các bác lên đơn xà bông cám gạo. Em ơi, lên máy ép không? Em có nhá, kỷ niệm máy ép. Hay bây giờ có lên máy ép không? Các chị có thích lên máy ép không? Các chị lên lại không? Các chị ơi, các chị có thích em lên máy ép không? Em cho các chị luôn cái máy ép xịn của công ty bảo hành luôn, 2.2 triệu mà em bán tặng cho các chị luôn. Các chị có thích không? Em sẽ tặng cho mấy bộ, được không? Cho nên bật lên đi. Kỷ niệm máy ép có thích không? Xà bông cám gạo nhá cả nhà mình ơi, 99.000 đồng 12 bánh về tắm cho cả con mình, tắm rửa toàn thân. Rồi đây dây lưng đi em ơi ạ, đây dây lưng cá sấu đấy, dây lưng da cá sấu 950 một cái, dây lưng da cá sấu nhá, nhanh tay hộ em, dây lưng da cá sấu em tặng luôn cả nhà mình, dây lưng cá sấu, ok, nhanh nhá các chị ơi, xả nồi cơm. Dây lưng cá sấu, dây lưng cá sấu chúng ta săn luôn cho em đi, còn 20 cái nữa. À, máy ép không thì bây em có máy ép đấy chị ạ. Chị Huỳnh Lan ơi em có nhá, chị có đăng ký không? Em có 3 cái đấy. Em về hơn 200 cái mà xỉ lấy hết rồi. Xỉ lấy hết rồi chị ạ. Em còn 3 cái đấy, chị có lấy không? Em cho chị. Rẻ lắm chị ạ. Bên ngoài chị phải mua 1 triệu mấy cơ. 1 triệu mấy, 2 triệu cơ.
nhưng em bán rẻ lắm nhá. Rồi bây giờ ai lấy cái dây lưng này, các chị ơi săn nhá, mặt chống xước, em tặng cho chị 900. Rưỡi một cái, em tặng cho chị hôm nay là gì ạ? 300. 300 là bán rồi nhá. Hôm nay bán 60.000 đồng cho em. Dây lưng mặt chống xước ạ, dây lưng hoặc dây lịch ạ, mặt chống xước nha. Rồi đây ạ, các chị ơi, dây lưng này mặt chống xước em tặng mọi người luôn ạ. Các chị ơi, bây giờ em sẽ lên máy ép cho mọi người comment là kỷ niệm máy ép đi. Kỷ niệm máy ép. Đấy chưa? Ai lấy dây lưng chúng ta đăng ký hộ em đã dây lưng. Còn riêng máy ép ngày hôm nay, em hứa danh dự, loại này mới là loại bền nhất trong các loại này máy ép. Còn các chị mua cái loại to đùng ý, là nó không phải hàng chính hãng, thì nó kém lắm chị ơi, mà nó yếu. Cái con này ấy, nó bền dã man. Được chưa? Được chưa? Thì các chị chuẩn bị tinh thần máy ép nhá. Còn riêng cái dây lưng này, tiền triệu, 950 trên các đăng in ở đây. Ngày hôm nay kỷ niệm cả nhà mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lên đơn cho em. Được chưa? Mỗi bác vào rồi thì tặng em một nút chia sẻ like. Đó. Mỗi bác vào rồi thì tặng em nút chia sẻ like. Để cho có động lực để em lên máy ép cho mọi người. Các chị ơi, mùa này chúng ta ép trái cây thì tuyệt vời đúng không chị? Cam này, rồi bồng này, dứa này, dưa hấu này, táo này, các loại ép cho em. Nhớ chưa? Máy ép nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên máy ép luôn cho mọi người và em bán rẻ cho mọi người. Đó, còn dây lưng này thì em xin phép là kỷ niệm các chị. Da xịt mặt chống xước. Nguyên bộ dây lưng này chúng ta mua tiền triệu. Rẻ nhất ở ngoài cũng phải 400-500 nghìn đồng, cái loại bình thường, bình dân nhá. Hôm nay em tặng các chị 60.000 đồng. Dây lưng nhá, 59.000 đồng đi. Dây lưng 59k. Dây lưng dây lịt, đó, nguyên cả hộp ạ. Full bóc hộp cho em. Rồi bây giờ khách hàng vào comment máy ép đi. Kỷ niệm máy ép cho em. Kỷ niệm máy ép nhá. Lên mã là kỷ niệm máy ép. Ok. Em kỷ niệm cả nhà mình, trời ơi. Kỷ niệm máy ép. Bác nào được thì vui vẻ, mà bác nào không được thì cũng hoan hỉ cho em. Để không nào về em để phần cho chị. Cho cô cái dây này, cô buộc của nó, dây của nó đâu rồi. Kỷ niệm máy ép cho em mọi người ơi. Được chưa? Em sẽ kỷ niệm cả nhà mình bao nhiêu tiền được nhá. Bây giờ bao nhiêu tiền được nhá. Nhanh lên mọi người ơi. Em cho thẳng luôn, cho diện thẳng luôn đi. 5 chị cho đơn máy ép vào cho em. Coi như là, coi như công hàng này em bán, coi là tương tác với mọi người. Kỷ niệm máy ép. Được chưa? 1.560.000 đồng. Chỗ khác nó còn bán 2 triệu cơ. Nhưng loại này mới là loại xịn nhất và bền nhất. Được chưa? Ok chưa? Kỷ niệm máy ép. Kỷ niệm cả nhà mình. Tất cả các chị lên đơn cho em ạ, kỷ niệm máy ép. Em tặng cho 3 chị là cái chắc luôn. Được chưa? Em xin phép kỷ niệm cả nhà mình 1.500.000 đồng. Ngày hôm nay cho các chị còn 3 cái kìa. Em về mấy trăm cái nhưng bây giờ nó còn có 3 cái nhé. Em kỷ niệm cả nhà mình 649.000 đồng. Nhanh tay con ạ. Con ạ, máy ép 649 ạ. Phải comment giá tiền lên ạ. 649 cho 3 chị nhá. Kỷ niệm máy ép 649. Cái này các chị biết là gì ạ? Rất là bền, nhìn cái thương hiệu là biết rồi. Hàng chính hãng ạ, 649 nhá. Kỷ niệm máy ép 649.000 đồng cho em. 649, nhanh lên mọi người ơi. Nhanh lên mọi người ơi. 649.000 đồng. Mã là kỷ niệm máy ép 649.000 đồng. Bác nào nhanh tay chúng ta sẽ được cho đơn con máy ép này 649.000 đồng. Đó, các chị lên đơn. Kỷ niệm máy ép 649. Cùng số điện thoại là em nhận đơn. Để em chốt đơn cho 3 chị nhá. Đó mọi người, tranh thủ ngày hôm nay là chúng ta sẽ được cho đơn 649.000 đồng. Chúng ta lên đơn chia sẻ giúp em 1, 2 lần, 3 lần. Đó, chia sẻ em 3 lần. Đấy chưa? 649, comment cả giá tiền vào. Là kỷ niệm máy ép 649. Được chưa? Úi dồi ôi. Riêng quả máy ép này siêu bền nhất. Nó là hàng chính hãng mọi người ạ. Hàng chính hãng luôn. 649.000 đồng. Lên mã là gì ạ? Kỷ niệm máy ép 649.000 đồng như đã hứa với các chị. Đó, các chị yêu nào chúng ta muốn săn con máy ép chính hãng này. Các chị biết là ở ngoài đầy, nhưng quan trọng nhất là có phải là hàng chính hãng không, hay là chúng ta mua cái hàng gọi là về chưa dùng đã hỏng rồi vứt mẹ đi. Đấy chưa? Riêng con này các chị biết em bán bao nhiêu năm nay rồi, chỉ có mỗi hàng này là nó không bị lỗi. Mỗi cái hàng chính hãng là của công ty ạ. Nguyễn Thị Thoa cho chị một cái 649.000 đồng. Rồi ạ, cả nhà mình đăng ký hộ em ạ. Kỷ niệm máy ép 649 cho em. Là em nhận đơn cho 3 chị thôi nhá. 3 chị được cho đơn, con bỏ như trong kia. Tặng cho các chị 649.000 đồng nhá. Rồi tiếp tục em tặng cho các chị một cái mã này, bộ thìa. Comment cho em là gì ạ?
Mã này trên mạng 90 đồng bộ này, em tặng cho chị 15 nghìn đồng. Con này thìa vịt vàng. Con này thìa vàng nha, thìa hoàng gia. Thìa vịt vàng cho em ạ, thìa vịt vàng. Thìa vịt vàng này 90 nghìn một bộ, em tặng cho chị 15 nghìn đồng. Bộ thìa này 15k. 15 nghìn đồng. Nhanh lên, nhanh lên đấy chị ơi. Thìa vịt vàng 15 nghìn đồng. Các chị con này, thìa vịt vàng 15k, em qua mã luôn nhá. Em qua mã luôn để cho mọi người nhanh. Thìa vịt vàng 15 ngàn đồng. Để cho tẩy bờ xả xả. À, thìa vịt vàng là 15 nghìn đồng. Cái này là chuyên để khử muỗi nhá. Cái này là chiết xuất từ tinh dầu xả chanh 140 một chai. Con này là xả chanh. Con này là tinh dầu xả đi. Em tặng các chị ngày hôm nay 140 một chai. Chúng ta dùng tắm này, dùng vệ sinh này, dùng để khử khuẩn. Đặc biệt là chúng ta dùng cái này mà lau nhà thì không có muỗi. Em tặng các chị ngày hôm nay 90 nghìn đồng đi. Em cho thêm 2 chai không đồng nữa. Tinh dầu xả, nhớ là dùng lau nhà này, dùng để dùng lau cái này thì nó nhà mình không có muỗi. Em tặng cho chị 90.000 đồng, 89.000 đồng 3 chai. Tinh dầu xả 89.000 đồng 3 chai hộ em. 89.000 đồng 3 chai. Tinh dầu xả và kèm theo số điện thoại là em nhận đơn. Được chưa? Mọi người ơi, nhanh tay hộ em. Mọi người nhá, máy ép là 649.000 đồng. 649 đăng ký hộ em là kỷ niệm máy ép 649. Chỉ là hoặc các chị đăng ký là máy ép 649 ạ. Tinh dầu xả là 89.000 đồng 3 chai. 3 chai hộ em ạ, 3 chai luôn ạ. Được chưa? 3 chai tinh dầu xả với giá là gì ạ? Với giá là gì ạ? 89 đồng. Nhớ các chị dùng về tắm gội cho em. Tắm này, gội này, đũa còn không em ơi ạ? Rồi, cho các chị một cái mã sữa rửa mặt này không đồng nhá. Ai chưa có sữa rửa mặt em tặng luôn sữa rửa mặt không đồng. Đây các chị coi này gì ạ? Sữa rửa mặt này bây giờ em chuẩn bị đã. À, các bạn ơi, lên đơn cho em là gì ạ? Diệp tặng sữa rửa mặt. Diệp tặng sữa rửa mặt 145.000 đồng thôi. 175.000 đồng nhưng bán 145. Diệp tặng sữa rửa mặt. Chị ơi, sữa rửa mặt này thì thật ra là da của em thì các bác biết rồi, nó là da khó chăm sóc cực kỳ. Nó toàn bị dị ứng thôi chị ạ. Em mà dùng cái loại giữa da mà em nó không hợp, nó lại bị ngứa đấy. Cho nên em toàn phải dùng cái dòng thảo dược này này. Dòng thảo dược rất là tốt. Các chị coi là Diệp tặng sữa rửa mặt. Đấy chưa? Đăng ký em mã này. Là mã gì ạ? Tinh dầu xả. Thắt ra mình vào lại cho bác xem. Tinh dầu xả 89 đồng mua 1 tặng 2. Còn riêng sữa rửa mặt này, có lẽ là em chuẩn bị tắt like thì em cho mọi người nhá. Em cho mọi người, có thắt ra con vào lại. Diệp tặng sữa rửa mặt. Chị ơi, các chị ơi, chị ơi, các chị mua 170, em bán 145. Em bán 145. Em cho các bác mình, em cho các bác mình hôm nay nhá, em cho các bác mình một hôm nay ạ, 99.000 đồng đi. Em giảm giá cho các chị 45.000 đồng. Diệp tặng sữa rửa mặt nhá, em giảm giá cho các chị 45.000 đồng. Và em cho cái những người có đơn hàng rồi thì em cho thêm 2 tiếp không đồng nhá, là 99.000 đồng. Là em cho thêm 2 tiếp không đồng nữa nhá, là tổng nhận cho em 3 tiếp. Được chưa? Đối với những cái làn da mà chúng ta bị nhạy cảm thì lên dùng sữa rửa mặt thảo dược cho em. Đó, nó sạch sâu, 99.000 đồng.